Chân cảm ơn Cha, Amen. Ô chân cảm ơn Cha vì buổi sáng tốt lành, chân cảm ơn Cha vì ngày thánh, ngày Chúa nhật, ngày sự hiện cho chúng con trong sự vinh hiển của Ngài, Chúa ơi, trong quyền phép của Ngài, trong ân điển của Ngài, Chúa ạ. Chân tạ ơn Cha vì ngày tiếp nhận chúng con như chúng con đang có, Chúa ạ. Chân cảm ơn Cha tình yêu của Ngài, chân cảm ơn Cha, hallelujah, vì sự trông cậy và đức tin của Ngài của chúng con, Chúa ạ. Nếu Ngài đã được chuyển toàn năng, Chúa ạ, Ngài còn tin vào ta vẫn nhỏ bé, ô số sai chúng con, Chúa ơi. Ô thì lẽ nào chúng con chẳng tin vào Đức Chúa Trời hoàn thiện với Chúa Trời tuyệt vời như ngày sao, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài vẫn còn hy vọng chúng con, Ngài trông cậy chúng con, ô Ngài tin chúng con, ô và giao chúng con trách nhiệm giảng hòa, giao chúng con chức vụ không sai của Ngài, Chúa ạ, đại sứ của Ngài trên đất này để giao truyền tin lành nước của Ngài, Chúa ạ, cho khắp đất, ô để làm hòa người với trời và người với người, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa ân điển rất lớn của Chúa, chúng con cảm ơn Chúa sự dễ dàng và ân điển của Ngài cho chúng con, Chúa ạ, và chúng con cậy ân điển của Ngài làm cho mình mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Chúa Thánh Linh, chúng con cảm ơn Thánh Linh của Chúa Cha, chúng con cảm ơn Thánh Linh của Chúa Con, Chúa ạ, đấng sống chúng con, đấng sinh chúng con từ trong sự chết, đấng sinh chúng con, Chúa ạ, ô từ trong sự tối tăm, đấng gọi cho con, ô từ nơi tối tăm lên sang nơi vương quốc sáng lạc lạc lùng con này, Chúa ạ. Cho con tạ ơn Chúa, ô hallelujah, Thánh Linh thần của thật, Thánh Linh thần của yêu thương, Thánh Linh thần của năng khôi ẩn, Thánh Linh thần của khôn ngoan thông sáng, thần mưu toàn và mạnh sức, thần hiểu biết kinh sợ như dư vàng, hãy đầy lên trên chúng con giờ này, hãy thăm biến chúng con trong đại buổi đại phép của Ngài, Chúa ạ, hãy thăm biến chúng con trong đại vinh hiển của Ngài, nhân danh của Jesus Christ, hallelujah, và trong danh Thánh Jesus Christ, ở trong Đức Chúa Giêsu, ở trong ngôi của Ngài, ta ra lệnh cho tất thảy một thân thể, tất cả ý tưởng hãy làm tôi vâng phục Chúa Giêsu vì Ngài xứng đáng và sự được khen thờ phượng trong danh vua của tất thảy các thần, trong danh Đức Chúa Trời của các thần, trong danh Đức Chúa Trời của mọi đại sứ điện, ta ra lệnh tất thảy một sứ điện hãy vâng phục Thánh Linh của Đức Trời ở đây, ta công bố sự tự do Thánh Linh ở đây, vì ở đâu có Thánh Linh thì ở đó tự do mọi bề, tự do mọi tội lỗi, tự do mọi cám dỗ, tự do sáng tạo đa ban để hầu việc Chúa Trời, tự do khỏi bệnh tật, tự do khỏi mọi mất tập trung, tự do khỏi sự trầm cảm, tự do khỏi mọi sự bất an, tự do khỏi sự đau ốm, tự do hallelujah khỏi mọi sự nghèo nàn, tự do khỏi sự tối tăm, tự do hallelujah trong danh Chúa Giêsu, hallelujah Chúa ơi, hãy ân chứng lời ngày hôm nay, ân chứng sự hiện diện Thánh Linh Chúa nơi đây, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, lạy Chúa, hãy chữa lành chúng con ngay giờ này. Ô Chúa đi lại chúng con, Chúa ạ, hãy làm tâm linh chúng con tươi mới, hãy linh hồn chúng con sảng khoái trong Ngài, hãy làm cho thân thể con mạnh sức trong Ngài, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sát cạn đa ba la sát cạn đa ba, hãy hầu được chúng con ngày nay, Cha ơi, cho con tạ ơn Cha, mời vinh quang được thuộc về Ngài. Ô Chúa ngợi khen Chúa, Chúa sức giàu trong công việc chúng con, Chúa ạ, trong lời bài giảng ngày hôm nay, ô hãy nuôi chúng con bằng lời Ngài, Chúa ạ, và loài người sống chẳng những nhờ cơm, Chúa ạ, mà những lời lên mà phán ra từ miệng Ngài. Lời Chúa, lời Ngài là sức sống, lời Ngài thần linh, Chúa ạ. Ôi, cả thế gian này được sức bởi lời Ngài, và cả thế gian này cũng được tồn tại, cũng được đứng vững bền bởi lời của Chúa Trời, Chúa ạ. Ôi, là sát cả nguyện lời đó phán chúng con ngày hôm nay, nguyện lời đó gây dựng chúng con, nguyện lời đó chỉ dạy chúng con, nguyện lời đó cũng thành kiên chúng con, Chúa ạ. Hallelujah, nguyện lời đó trang bị chúng con, ô tất thảy vũ khí của Đức Chúa Trời được sống, ô để chúng con chiến thắng trong thế gian này. Cho ngợi khen Cha, và vinh hiển Chúa dâng Cha, Chúa trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Ta ơn Chúa ngày hôm nay, ta ơn Chúa. Chúc mừng anh chị em. Bây giờ đến phần rất tuyệt vời trong buổi thờ Chúa, đúng phần tuyệt vời đó, phần nghe lời của Chúa Trời. Amen. Nghe lời của Chúa Trời. Ngôi lời là ai đó? Là chính Chúa Giêsu, chính Chúa Trời. Lần trước chúng ta có giảng dạy về Chúa Giêsu ra đời thế nào, đúng không? Chúa Giêsu vào đời khác với con người vào đời ra sao? Còn nhớ chứ anh em? Anh nhớ. Nhớ. Tôi sẽ kiểm tra cái phần này. Sẽ sát hạch trong hơn 2.000 gần 3.000 bài học của trường Thần học Đức Trời, chúng ta sẽ sát hạch anh em ạ. Như lấy trong trung bình cứ mỗi một bài học là khoảng 2 tiếng, có bài học 3 tiếng, có bài học 6 tiếng. Thì tổng cộng 2-3.000 bài học cũng phải tương đương với khoảng độ 6-10.000 tiếng để học. Rất là nhiều năm trời anh em sẽ học đấy, nhưng chúng ta học được, cảm ơn của Chúa chúng ta sẽ học được. Amen. Amen. Và chúng ta sẽ trang bị những cái bí mật
của con sóc đạo này để mà chiến thắng thế gian, đặc biệt là chiến thắng chính bản thân của mình. Amen. Amen. Để ai thắng được bản thân của mình, tức là thắng thế gian. Amen. Như thế. Và tạ ơn Chúa, Chúa Trời biết sự hứa của chúng ta, nên là Ngài đã sai con một ngày tới và bởi sự chết và sự sống của Chúa Giêsu đó, và khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình thì chúng ta được Thánh Linh của Đức Trời vào trong lòng mình. Amen. Amen. Ngày hôm nay, mặc dù bài giảng ngày hôm nay sẽ mang đề tài là hôn nhân gia đình, anh em ạ, vì tháng 7 này là tháng của giá trị hôn nhân gia đình. Đấy. Nhưng trước khi mà nói về hôn nhân và gia đình ấy, anh em ạ, chúng ta biết mình là ai đấy. Bởi vì sao? Người ta được huấn luyện để trở thành đặc công, được huấn luyện trở thành bác sĩ, kỹ sư, được huấn luyện để dạy dỗ để trở thành thợ may. Đúng vậy không? Được huấn luyện để được viết, chép, sáng tác, nhà văn, nhà sĩ, huấn luyện trở thành tổng thống, thủ tướng. Thế nhưng có ai không được huấn luyện để trở thành vợ anh chồng không? Chưa thấy. Đó, một cái điều sai lầm nghiêm trọng của con người như vậy. Cái giao ước cực lớn, anh em ạ, trong loài người đó, giao ước hôn nhân giữa vợ và chồng. Amen. Hãy nhìn thập tự giá của Chúa Giêsu đó. Một chiều từ trên xuống dưới được trưng cho quan hệ giữa trời với người. Một chiều ngang tự trưng quan hệ giữa người với người. Bởi thập tự giá của Chúa Giêsu, sự chết mà Ngài đã cho chúng ta được làm hòa với ai? Với Chúa Trời. Và cũng bởi quyền năng trong tự do đó, để chúng ta, khi chúng ta mang sự chết Chúa Giêsu trong mình ấy, chúng ta cũng làm hòa cả người với người nữa. Amen. Nên có những cái ý tưởng nào đó của chúng ta, những quan niệm nào đó của chúng ta trước đây về Đức Chúa Trời là ai, Đức Chúa Trời như thế nào, tin Chúa ra sao, thờ lại chúng ta sao, thì khi đến Đức Chúa Trời và bởi quyền năng thập tự giá đó, chúng ta cũng phải hủy phá cả cái quan niệm đó của chúng ta. Amen. Để quan niệm đó chết đi và mặc cái quan niệm mới của Chúa Trời về thập tự giá, về quan hệ sống với trời người ra sao và cái quan hệ người với người ra sao. Có hai giao ước vĩ đại trong đời loài người, đó giao ước của Đức Chúa Trời với con người trên dưới, và giao ước giữa người với người qua hôn nhân gia đình. Amen. Mọi người đi làm ăn trong công sở đều có giao ước cả, có đúng vậy không các bạn? Giao ước bằng giấy hoặc giao ước bằng miệng. Giao ước bằng miệng là giao ước dễ hủy nhất, bởi người Việt hay nói lời nói gió bay. Thế các bạn ký giao ước bằng miệng ấy chẳng mấy chốc mà các bạn, chỉ có ước thôi, chỉ có ước gì thì giao ước nhiều thôi. Giao bằng giấy. Nên chính thế mà tại sao Đức Chúa Trời đã ký giao ước chúng ta, Ngài lấy địa Kinh Thánh của Chúa. Kinh Thánh có quyển sách, và tại sao đến mỗi một năm, trung bình 4 năm là có nửa tỷ cuốn sách được xuất bản và được tiến để địa, để được phân phát gần như miễn phí, hay là bán một cái giá cả rất là mà tính chất là tượng trưng. Cái giao ước mà Đức Trời ký với con người đó, không phải là trên tảng đá mười điều răn, không phải trong bộ luật là vật Kinh Thánh bằng giấy, alo, mà giao ước đó Chúa ký với ta lúc nào anh em? Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình đó, anh em ạ. Cái giao ước Chúa ký với loài người đã ký rồi. Amen. Nhưng nếu là người nói chung, còn giao ước trở thành hiện thực với chúng ta khi chúng ta ăn năn tiếp nhận Ngài của Chúa, thì giao ước được ký vào đâu nhé? Ký vào biên lòng là chúng ta ký, không phải bằng cái tờ giấy xé viết xé bất bất được đâu được, nhưng ký vào lòng của chúng ta, ký vào trái tim của chúng ta. Amen. Amen. Và ký không phải bằng mực viết cái này có thể được bị phai mờ trong tháng thời gian hay hoàn cảnh, mà được viết bằng gì? Thánh Linh của Chúa Trời, và ấn chứng cũng là Thần Linh của Chúa Trời, Chúa Thánh Thần, Thần Linh của Chúa Cha và Thần Linh của Chúa Con. Amen. Cái giao ước của tính chất là đời đời. Amen. Amen. Đến giao ước đó có hai phần, phần nghĩa vụ của quyền lợi từ phía Chúa Trời và phần nữa chúng ta hay bỏ qua, đó là phần nghĩa vụ của chúng ta. Chúng ta hay thường nhớ là lời hứa để nhận điện, nhận quyền, nhưng quên một phần của nghĩa vụ. Cái giao ước nào cũng đều nói về quyền lợi nghĩa vụ, đúng không ạ? Có giải thích nhiều điều trong đó và nhấn mạnh ở cái điểm là quyền lợi nghĩa vụ của mỗi bên. Amen. Thông thường con
hay đến với trạng thái ích kỷ, tấm lòng ích kỷ là đến để đào mỏ Chúa Trời, đến chỉ để chỉ tìm nhận lời hứa mà thôi. Nhưng còn cái nghĩa vụ phải làm ấy thì không làm. Chính thế mới sao hôm nay không thể hiện thực, không phải do Chúa không thành tín. Đức Chúa là thành tín, Ngài không thể chối bỏ Ngài được. Nhưng chúng ta thì sao? Đức Chúa Trời dựng chúng ta theo hình và tượng của Ngài, giống Ngài cả bên trong bên ngoài. Tức là giống ở bên trong là trong động cơ, trong tư duy, bên ngoài là lời nói và hành vi, hành động. Amen. Để mà quản trị muôn vật này, để tức là cai trị thế gian này, cai trị hoàn cảnh theo ý của Đấng ban cho quyền đó. Thì để quản trị điều đó thì chúng ta phải đi vào giao ước với Chúa Trời. Amen. Để đi vào giao ước với Chúa Trời đã và thực hiện một số điều ở trong đó. Có một điều đơn giản nhất, đó điều rằng là trở thành con chứ ạ. Mà ở thành con không lời, chúng ta sinh ra là chúng ta thành con ngay, có đúng vậy không ạ? Amen. Chẳng phải sinh ra thành bố thì mẹ ngay rồi, mà sinh ra phải là gì ạ? Là con. Là con. Xong rồi sao nữa? Xong từ con bắt đầu phát triển ra người nam người nữ chính thức. Mặc dù là khi sinh ra Đức Chúa Trời đã đặt để chúng ta có giới tính ở đó rồi, nhưng cái giới tính đó cần phải hình thành, là cái tính cách của con người phải hình thành là người nam người nữ, có đúng vậy không? Không chỉ là trên thể xác thôi. Khi mà được lớn lên người nam người nữ rồi thì bắt đầu mới khi họ lớn lên họ hiểu được các khái niệm về trách nhiệm của họ. Cái quyền thì hầu như ai cũng biết rồi, hầu như ai cũng biết về quyền của mình, những gì họ đòi đấy. Thế nhưng cũng có một số điều họ không biết quyền của mình đâu, cần học trong Chúa sẽ biết được. Nhưng khi mà họ lớn lên ấy, thì họ cần khi thành nam thành nữ, sau họ thành gì nữa, sau đó mới được có quyền để trở thành người chồng hay người vợ. Amen. Sau khi trở thành chồng và vợ rồi thì mới có quyền được làm cha làm mẹ. Nhưng thời gian khốn khổ khốn nạn này thì mới đẻ ra chưa tình thành cái tính cách của người nam người nữ ấy, họ đã đòi đi lấy nhau rồi và sản sinh ra là gì? Trẻ con lấy trẻ con. Vì vậy mà cứ nhiều thế hệ, cứ trẻ con lấy trẻ con, đẻ trẻ con lấy trẻ con, đẻ trẻ con và cả lũ trẻ con ở trong thế gian. Đến được chỉ trên đầu ngón tay những cái gọi hôn nhân thực sự là người trưởng thành trong Chúa. Thậm chí không thiếu như một thánh mục sư cũng lấy trẻ con. Tôi lấy trẻ con về phần xác và trẻ con về phần hồn, anh em ạ. Trẻ con trong tính cách, trẻ con trong tư duy, trẻ con trong tấm lòng. Điều chúng ta cần phải huấn luyện đó, thì lúc đó cái quan hệ từ cái hôn nhân cái giao ước đấy cực kỳ quan trọng, anh em ạ. Chúng ta cần phải được học. Amen. Amen. Học hôn nhân, học quan hệ với Chúa Trời thì có nhiều để học. Đặc biệt ở hội thánh giáo rất sẽ học rất kỹ điều này. Chúng ta học còn cả quan hệ hôn nhân tứ địa. Chúng ta sẽ có khoảng khóa trong trường thần học Đức Trời đây, chúng ta sẽ dạy về giải phẫu hôn nhân, gọi là hôn nhân học ấy. Cái một môn đấy nữa, môn hôn nhân học, tức là hôn nhân là gì, sẽ giải thích rõ ràng cái là hôn nhân để làm gì, vân vân. Nói tóm lại về hôn nhân là gì, hôn nhân thông thường người ta bảo hai người khác giới lấy nhau ở cùng nhau xin con để cái gọi là hôn nhân. Sao họ lấy cái đoạn kinh thánh ở đâu chú nói rằng là vì mặc định của Chúa Trời là hãy sinh sản. Thế muốn sinh sản thì phải hôn đã, phải lấy người thì hôn nhau, thế là sẽ ra thôi. Họ cứ từ bỏ đấy, nhưng đâu trước khi ra mặt lệnh đó thì Đức Chúa Trời đã nói cái gì? Đầu tiên nó giống Đức Chúa Trời đã. Amen. Chúng nói là chúng ta dựng con người theo hình ta, tượng ta, đặng quản trị. Sau đó trong quyền quản trị đó, chúng nói là mình đang mặc lệnh là sinh sản thêm nhiều, làm đầy dễ đất, bắt đất phụ tùng từ quản trị. Amen. Mới trong đó trong sức thế sáng ký chết luôn đã học rồi. Amen. Nên khái niệm về hôn nhân ấy, thiếu rất trầm trọng trong xã hội, thậm chí trong hội thánh cũng thiếu một cái trầm trọng luôn, anh chị em ạ. Cứ tưởng trong các hội thánh trong nhà thờ là dạy nhiều hôn nhân, thực ra rất ít, những khái niệm cực kỳ là rộng và ít. Và chính thế mà những gia đình đó họ không sinh ra được cái dòng giống thánh, anh em ạ. Những dòng giống mà Đức Chúa Trời nói rằng là hơi thở của Đức Giê-hô-va dù dư dật cũng chỉ là một người. Ấy tại sao? Ấy là bởi vì Ngài tìm dòng giống thánh. Một dòng giống mà từ cái dòng giống đó sẽ ra những gì ạ? Ra những con người cực kỳ mạnh mẽ, con người thay đổi những lịch, thay đổi lịch sử, những con người mà chuẩn bị đường đi cho cứu Chúa đến lần thứ hai trong cái thời đất nước này. Amen. Và dòng giống đó chúng ta có. Sứ đồ trưởng Sunday chúng ta ấy,
đó, ông là dòng dòng thánh và chúng ta đang ở trong sức dầu của năm đó, sầu sứ đồ đó, và chúng ta vâng lời bằng con và chúng ta sẽ nhận được sự bày tỏ, nhận được thần linh bày tỏ, nhận được thần linh khôn ngoan, thần linh kính sợ Đức Giê-hô-va và nhận được rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời ngài sẵn sàng chúng ta cùng sáng thế. Amen. Amen. Hôn nhân học là cái môn rồi chúng ta sẽ học được học thôi, nhưng tôi nói nó tóm lại đây, hôn nhân là gì vậy? Hôn nhân là giao ước giữa hai con người khác giới. Amen. Vì vậy nếu mà con đồng giới, ai không phải hôn nhân thì nó phạm tội, thì chúng ta chắc vậy. Hôn nhân là giao ước bền vững giữa hai con người khác giới, bày tỏ ra quan hệ thái độ, tức là như là cái hình ảnh thấy được của quan hệ giữa Đức Chúa Trời với ai? Thánh. Hội thánh của ngài. Vì hội thánh của Chúa, trong Kinh Thánh nói là nàng dâu của Đức Chúa Trời. Amen. Hội thánh vừa gọi Đức Chúa Trời là cha, vừa gọi Đức Chúa Trời là Chúa, vừa gọi Đức Chúa Trời là chồng. Nên vì thế những quan hệ hôn nhân ấy, chúng ta phải nhìn xem Đức Chúa Trời ứng xử với hội thánh này ra sao, quan niệm của ngài về hội thánh ra sao, amen, trách nhiệm nghĩa vụ của ngài với hội thánh ra sao, và ngược lại để chúng ta bắt chước như vậy, amen, đó, và sẽ bắt chước là chúng ta hạ mình xuống, bỏ mình đi, tức là chúng ta học làm con, tức là con trong sự vâng lời. Tại sao Đức Chúa Giêsu đến thế gian lại là Đức Chúa Con chứ không phải Đức Chúa Trời mẹ? Nhưng mà giáo lý với bạn là rõ ràng về có Đức Chúa Trời mẹ. Tại sao Đức Chúa Trời Con là sự vâng lời? Vâng lời, amen. Tình cha con ấy là một cái giá trị rất thiêng liêng trong quả sáng tạo này. Chúng ta sao có sẽ sâu về trong cái khái niệm giá trị đó, sự tôn kính trong tình cha con. Đó là đề tài khác, đề tài lớn khác. Khi hôn nhân ấy, cái quan hệ đó, hôn nhân giữa hai người thì một sanus, một liên minh giữa hai người khác giới với nhau để bày tỏ ra được quan hệ giữa Đức Trời với Hội Thánh và để giúp hai người làm sao? Làm gì ạ? Thực hiện được sứ mạng tiên định của mình. Amen. Vì ngay từ lúc ban đầu cái sứ mạng mà Đức Chúa dựng con người trước khi có hôn nhân đó là cái gì? Chúng ta sẽ có chương sau. Đức Chúa dựng con người là theo hình thái tượng tạc đặt quản trị. Amen. Nên cái khái niệm quan trọng đầu tiên trong hôn nhân đó không phải là để lấy nhau, để ở với nhau cho vui. Nhiều người ở với nhau là cho vui thôi. Vì thấy mọi người lấy vợ đấy chưa? Mình cũng kém thế ai đâu nhỉ? Cũng đẹp trẻ lồng lộng thế này, cũng xinh gái thế này, cũng mắt xanh mắt đỏ thế này, thiếu thế ai đâu, cũng chân dài, tới nách thế này. Thế mà con không lấy được. Không, thế là đua đòi và đòi ít lấy. Nhưng họ không được chuẩn bị huấn luyện thế nào là lấy vợ lấy chồng cả. Và cha mẹ chúng ta chẳng dạy thế nào lấy vợ lấy chồng cả. Họ cũng toàn nghe từ thế hệ trước, ông bà tổ tiên truyền đại lấy. Họ chỉ nói với một số khái niệm rất nhỏ bé, cực kỳ bé tí. Kể cả họ giàu có về cái kinh nghiệm, dường chiếu kinh nghiệm, vợ chồng tưởng thế như một khái niệm đấy quá là như hạt cát trong sa mạc so với điều Chúa dạy cho chúng ta và đặc biệt cho một cái chúng ta. Amen. 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 Sẽ và sâu hơn đó là giải phẫu học hôn nhân hay hôn nhân học. Thế từng chi tiết nữa chúng ta sẽ học. Và khi cái trách nhiệm, cái việc, cái sứ mạng hôn nhân giúp chúng ta làm sao? Hai con người làm sao? Trở lại mong ít tiếp thêm mô thôi và giúp nhau thực hiện sứ mạng tiền định của mình. Amen. Hãy nhớ điều đó. Giúp nhau thực hiện sứ mạng tiền định của mình. Giúp nhau thực hiện sứ mạng tiền định của mình. Chính thế mà mỗi người phải biết sứ mạng của mình trước hôn nhân. Hay trong bài giảng năm 2007 tôi đã giảng cho chị em về khi nào thì tiến tới hôn nhân, nhớ chưa? Anh chị em hãy xem lại bài giảng năm 2007 về 6 năm về trước. Khi nào tiến tới hôn nhân? Khi mà chúng ta ba cái phần này phải làm sao? Phải trưởng thành. Thần linh, linh hồn và thể xác. Amen. Thì bản chất con người là thần linh có linh hồn sống trong xác thịt. Amen. Thể xác thì hầu như người ta nhìn về ngoài thấy thể xác đến tuổi rồi, cháu đến tuổi rồi, cháu 20 tuổi, 21 tuổi rồi, cháu phồng phao rồi, cháu được quyền lấy vợ lấy chồng rồi, đấy cái thể xác thôi. Còn tính cách còn trẻ con lạ.
Thế còn cái ông đàn ông ấy, à, tôi ba sỏi thì đâu bốn sỏi rồi. Dạ thế này rồi tôi có khả năng rồi, tôi là đứa chồng rồi, nhưng mà bên trong vẫn trẻ con tật. Và cái tính khí ở trong người đàn ông, cái người mang đàn ông đấy là tính khí mà tôi hay nói là tính khí đực nữa. Còn người nữ là cái nữa. Hay chị em ai đó có thể là hơi bị khó hiểu chuyện đấy. Nhưng thế nó có đực nữa thì tức là không mang tính chất của nhân bản của con người mà như Đức Trời dựng lên, mà nó mang tính chất một tính chất khác, có vẻ thô thiển hơn. Điểm thứ ba nữa là cái thần linh của họ này đó, hoặc là chưa được sinh lại ở trên cao, hoặc là vẫn còn trẻ con, mà chúng ta cần ba phần này phát triển tương đồng với nhau đó, hòa thuận với nhau đó, hòa hợp với nhau đó, ba phần thì bắt đầu tiến tới hôn nhân. Amen. Amen. Phần về thể xác dễ hiểu rồi, lớn các cơ quan sinh sản vân vân đấy, cơ thể đấy phát triển để mà ủng hộ cho cái việc mà nuôi dạy con, sinh con để cái Đức Chúa Trời cung cấp sẵn những cái vốn. Thì Đức Chúa Trời còn muốn đó là gì ạ? Còn linh hồn cũng phải được trưởng thành trong tính cách. Nhưng muốn thế, một điều tôi cần đó là gì ạ? Thần linh. Bởi vì đây mới là bản chất con người, vì con người là thần. Bản chất con người không phải sắc thịt, bản chất con người là thần, anh em ạ. Khi tôi đã từng xuất thần ra khỏi linh hồn, ra khỏi thân thể của mình, thì tôi biết xác thịt của tôi nó chỉ là cái nhà thôi, mà linh hồn của tôi có bằng cái thần ấy, cái thần có linh hồn nó trú ngụ trong đó. Tất cả ý tưởng suy nghĩ của tôi đấy, nó không nằm trong cái thân thể này, mặc dù óc của nó vẫn có, nhưng óc của tôi là cái phần là cái máy mà cái tâm trí của tôi ra đấy, và cái bộ óc nó như là cái phần cứng ấy, nó hoạt động thôi. Còn đâu ở cái phần linh hồn ấy, nó không nhìn thấy, nó hoạt động độc lập. Và như chúng ta đã nói, chúng ta phải phát triển, tức là con người đấy phải được hôn nhân khi nào, phải được về phần sinh lại tâm linh đó. Và sinh lại tâm linh là cái gì? Như đã nói với chị em, tôi nhắc lại lần đấy, về hôn nhân rất quan trọng, về sinh lại tâm linh. Bởi nếu không sinh lại tâm linh, người theo đạo đấy, theo đạo giáo không thì cái phần này vẫn chết. Vì thế cái hôn nhân của họ sẽ không bao giờ thành công cả, anh em. Họ không bao giờ có tình yêu được như Đức Chúa Trời với hội thánh của Ngài đâu. Hay ngược lại, như hội thánh đối với là chồng với vợ, chồng yêu vợ như Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu yêu hội thánh, và vợ yêu kính tôn kính chồng như là hội thánh tôn kính Chúa Giêsu. Cần phải cái phần này sự sống nó truyền về khi mà tâm linh đến ấy, khi tâm linh sinh lại. Thế tâm sinh lại là cái gì vậy? Cái phần này phải sinh lại. Chúng ta nhớ rồi, khi con người chưa được cứu đấy thì họ chỉ biết là họ có phần hồn và xác thôi, đúng không ạ? Xác và hồn. Thần linh vẫn có, nhưng mà thần linh họ bị chết. Tại sao? Xem lại cái bài học Chúa Giêsu bạn chưa được biết. Và các đạo giáo, tôn giáo muốn hoàn thiện cái con người đấy bằng những việc lành. Đây là anh em này. Nhưng họ không bao giờ hoàn thiện nổi. Vậy con người này nhận án tử hình đời đời, đó là sự chết đời đời. Amen. Con người không thể hoàn thiện nổi. Nếu hoàn thiện nổi thì Chúa Trời đã không cần phải xuống thế gian để chết thay con người làm gì rồi. Chính thế mà 2000 năm về trước đấy, Đức Chúa Trời phải xuống thế gian để chết thay con người, để ai tin của Ngài đấy thì trở con cái của Ngài và được Thánh Linh của Chúa nhập thể vào, như đã từng nhập thể vào cô Maria, và khiến tâm linh này sống lại. Amen. Đây không phải hoàn thiện. Con người ba phần này trong sự hiện diện Chúa Trời, đây còn phải hoàn thiện. Đây còn phải thật của chúng ta. Amen. Nicodem, giáo chủ hay thầy giáo sư của dân Do Thái thời mà Chúa Giêsu xuống dưới làm người đó, trong một đêm vì xấu hổ hay vì bệnh, ông ấy tới Chúa Giêsu ông hỏi làm cách nào để vào thiên đàng. Vì bao nhiêu con người muốn không muốn họ vẫn đều mong muốn là chết sau họ được vào cái thiên đàng nào đó, có đúng vậy không anh em? Ngay trên đất này họ cũng mơ ước được sống ở trong thiên đàng. Và cách nào đấy, anh chị em đấy, nào đi, nghĩa là đi tây đi xuất ngoại đấy, thì vào, hy vọng là vào nước thiên đàng đấy, hy vọng là được thay đổi đời sống của mình sướng hơn. Tức là con người luôn luôn sung sướng hơn thì chỉ có nơi duy nhất thôi, đó là ở trong nước Đức Chúa Trời. Thế thì nào, nước Đức Chúa Trời được thể hiện bởi sự công bình, bình an và vui vẻ với Thánh Linh. Amen. Và trong đó học Đức Chúa Trời là gì rồi?
Thì ông ấy ông rất mong muốn làm sao đóng thiên đàng. Thì Chúa Giêsu trả lời là người phải sinh lại. Một cái gì? Xa đi tôi, người phải sinh lại. Một cái nào? Bảo ba mẹ, mẹ ơi ba mẹ, nằm xuống để con chui vào bụng mẹ, xong sinh lại. Không thiếu chuyện đấy, mẹ bây giờ sao sinh nở nữa? Cái dạ con bây giờ làm gì còn hay là đâu sao chui được vào, mà tôi to thế này tôi còn lớn to cả mẹ làm sao chui được vào cái dạ con, kể cả bà còn dạ con nó chui được vào. Đấy, giáo sư không hiểu. Cũng như vậy đấy, ngày nay có rất nhiều giáo chủ, giáo hoàng hồng, giáo chủ mục sư không hiểu cái sự sinh lại. Họ có thể giao giảng nhưng mà chưa hiểu thấu cái điểm này. Nên chúng ta là học ở trong đội thánh này, chúng ta phải hiểu khái niệm đó. Amen. Tâm linh chúng ta phải sinh lại. Amen. Sinh lại bằng cách là gì? Bằng thánh linh của Chúa vào trong đó và khiến cái tâm linh đang chết ấy trở nên sống. Amen. Tâm linh là cái bất tử, anh em ạ, là cái khái niệm nó tồn tại đời đời hoặc là bị chết đời đời, tức là xa cách mặt với Chúa Trời thì gọi là chết. Còn sống tức là nối với nguồn sự sống là với Chúa Trời, đấy gọi là sống lại. Đấy, tâm linh này sống lại tức là sao? Tức là trong điều kiện của hôn nhân ấy thì cái người đó phải sao? Phải sinh lại trên cao đó thì mới có tiến tới sự hôn nhân lành mạnh, hôn nhân thực sự mà được Đức Chúa Trời chúc phước, hôn nhân thực sự mà từ đó sẽ ra dòng giống thánh của Chúa Trời. Amen. Người đầu tiên, khái niệm đầu tiên họ phải được vô tội. Amen. Được sự công bình, tức được sinh lại trên cao đó. Họ phải sinh lại đó. Khi sinh lại rồi, cái thần linh được sinh lại cứu ngay lập tức thì để họ phải tương giao với Trời để cái tâm linh lớn lên để cứu lấy cái linh hồn của mình. Amen. Làm đổi mới tâm trí của mình để làm mới cái linh hồn này, tức là làm hoàn thiện, làm trọn sự cứu chuộc. Amen. Còn cái thể xác này nó được cứu khi nào? Khi mà cái ngày phán xét của Chúa Trời chúng ta sẽ mặc một thân thể mới. Amen. Thân thể cuối cùng đấy, thân thể cuối cùng trong ngày phán xét của Chúa Trời, thân thể mới, thân thể đấy có thể đi xuyên tường, bay ABC các thứ, làm được phép lạ. Amen. Nên cái sự chữa lành hay sự sống lại, cầu nguyện người chết sống lại ở cái thời điểm hiện tại chỉ là những cái bằng chứng cho sự sống lại của thân thể mà thôi, sự cứu chuộc thân thể trong tương lai mà thôi. Amen. Còn trong thời gian chúng ta đang sống đây này, cho đến khi mà chúng cất hội thánh lên ấy, anh em ạ, thì chúng ta lần sau nha, chúng ta được cứu về tâm linh và linh hồn đang cần sự cứu chuộc, làm cho sự cứu chuộc. Amen. Rõ ràng cho anh em. Trong hôn nhân ấy, tại sao cái điều này tôi phải nói trước khi mà nói hôn nhân, chúng ta cần phải sao ạ? Được sinh lại và được tăng trưởng trong sự nhận biết của Chúa Giêsu. Amen. Và để cho cái linh hồn được phát triển trong tư duy, trong cảm xúc và trong ý chí, trong sự vâng lời đó. Amen. Rồi bài học có như thế nào thì trong giải phẫu hôn nhân học sẽ giải quyết. Và hôn nhân đấy trưởng thành ở chỗ nào? Ở trong sách Sáng Thế Ký cũng dạy về hôn nhân trưởng thành như thế nào. Tức là mình quay trở lại hết tất cả những gì mà cái hôn nhân đầu tiên trong lịch sử lúc nào, ai là hôn nhân, là tác giả hôn nhân là ai, quay trở lại điều đó. Amen. Ngày hôm nay cái đề tài của bài giảng ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái điều này. Tức là ngoài cái chuyện mà những người mà cưới vợ lấy chồng với nhau đấy, họ cần phải được sinh lại, trưởng thành về tâm linh, biết sứ mạng thời định của mình ấy, để mà giúp đỡ nhau thực hiện sứ mạng, thì còn họ, nhưng mà họ cũng còn thì sao? Trong đời sống vợ chồng ấy, người ta nói như là bắt đũa va chạm nhau, đúng vậy không? Thì cái đề tài ngày nay tại sao mà nhiều cuộc hôn nhân tốt đẹp lại bị biến thành thảm kịch? Em có muốn đấy không? Không. Hả? Không muốn được. Hầu như là khi người ta, khi chàng trai cô gái yêu nhau đấy, họ đều mơ là có hôn nhân, đúng không? Chàng nắm tay nàng đi, họ mơ tưởng những cái thiên đàng của hôn nhân đó, đủ các trò, nào là sẽ mật ngọt thế này thế kia, các hôn nhân đấy. Sau đó họ cưới nhau rồi họ đời họ đi lên mây rồi. Họ cưới nhau xong rồi thứ nhất tuần trăng mật, xong tiếng Việt ít nhỉ, không mỗi tuần, ở tiếng Nga tháng trăng mật, Việt cũng mỗi tuần trăng mật thôi, không mỗi tuần, còn tiếng Nga là tháng trăng mật, tức là ít nhất 4 lần, nhưng mà hết tuần trăng mật rồi, theo thống kê đấy, chỉ khoảng độ 2-3 năm đầu là còn hạnh phúc,
còn giữ cái quán tính của cái tuần trăng mật ấy, quán tính của cảm xúc ấy, nó vẫn còn, nó vẫn đà chạy xong cái nó hết thì nó không có cắm nguồn vào nơi trời và được học cùng lên Chúa như cái nguồn điện pin. Tại sao mà sạc pin vì hết nguồn mà, thì cũng vậy trong tình yêu nơi trời không có, thế chỉ nên nó đà nó đà cảm xúc yêu lắm anh yêu em lắm ơi yêu em không sống nổi ơi cũng vậy chúng ta là nhau nhé. Nào dẫn nhau đến đăng ký kết hôn rồi vào nhà thờ ấy ông thánh để làm cái gì đó vân vân, học qua loa gì đó, học nghiêm túc. Rồi cái chuyện xảy ra là 2-3 năm khi mà hết cảm xúc đấy thì sao ạ, dầm xuống bắt đầu nhìn nhau ấy. Từ mật ngọt bây giờ ra gì ạ, mật đắng rồi mửa mặt. Hồi xưa ấy toàn là nói lời rất đẹp đẽ, bây giờ dùng cả lời, rồi thậm chí lời không đủ là bắt đầu tay chân không đủ rồi bắt đầu dao kéo, rồi bát đĩa, ghế, bàn ghế, tất cả thứ có thể đánh nhau chưa đủ, còn dù cả người thân mình nữa để đánh nhau tiếp, dù ở bên nội bên ngoại đến đã bài cùng hai bên nội đánh nhau. Vậy đó, cái chuyện này chuyện có xảy ra trên thế giới anh em ạ, đặc biệt là trong kỳ cuối này cái thống kê ấy, thì thôi thê thảm, cái bộ hôn nhân tan nát. Thậm chí ở Ukraine gần như là 100% các cuộc hôn nhân đều tan hết, gần như 100% kinh hoàng chưa? Là đi tới là đi dị, lấy xong sau đó thôi họ đi dị, hay họ hay ly thân, rồi không sống được nhau nữa. Thậm chí là cái tình trạng này nó xảy ra ở ngay trong một thánh, điều kinh hoàng ngay trong nhà thờ đến được kinh hoàng. Ở ngoài thì hiểu được vì họ sống được tội lỗi, hiểu được. Nhưng mà đây ngay ở trong nhà thờ vẫn có bị như vậy. Tại sao? Cái điều cơ bản đó là họ không sống theo ý muốn của Chúa Trời, không nhận biết ý của Chúa Trời trong hôn nhân. Và ngày hôm nay, cái đề tài ngày hôm nay đó là tại sao những hôn nhân tốt đẹp lại biến thành thảm kịch. Không ai muốn điều đó xảy ra cả. Nhưng chúng ta là nhân chứng của bao nhiêu vụ đó. Những ước mơ chúng ta bao giờ cũng đậu đẹp, đúng vậy không các bạn? Cả đứa trẻ con ấy đẻ ra thì sinh ra đứa trẻ con nào cũng trông rất dễ thương, đúng vậy không? Dù da đen, da đỏ, da vàng, da trắng, da nâu thì trẻ con là thấy vô sinh hết, ô đẹp đấy. Nhưng mới 15 năm sau, 2 năm sau thảm họa, nó tội phạm, nó là đủ các thứ. Hồi xưa ấy thì là ôi cháu đẹp thế, cháu xinh thế, bây giờ ấy đừng có động nhờ bà nó vào, nó chỉ vào chiên chủ gọi là xôm trôn triển những cái gì thôi, hay là thịt heo thôi, thích kiểu gì là biến người ta từ một cái vật hay như thế trở thành tội lỗi. Đó là gì, hậu quả của tội lỗi. Mà tội lỗi là gì, chúng ta học rồi, tội lỗi là sự không vâng phục Đức Chúa Trời, nổi loạn chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, phủ nhận sứ mạng nhiệm vụ của mình, chặt đứt tại sao Chúa dựng nên mình đó. Và hôn nhân cũng vậy, họ không có cái hôn nhân của họ là trong tội lỗi, họ không biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong hôn nhân, anh chị em ạ. Thậm chí có biết rồi lại còn chưa biết thời kỳ của hôn nhân nữa. Ví dụ như hai người sẽ lấy nhau từ họ sẽ lấy nhau thôi, nhưng chưa phải bây giờ vì họ chưa chuẩn bị. Nhưng bây giờ họ cứ lấy thế nên phạm tội đấy, bởi vì là lấy sớm. Nhiều lúc mà tại sao mà trong quan hệ trong khái niệm truyền thống Á Đông ấy, tại sao người ta khái niệm là giữ chi tiết trước việc trước hôn nhân đó, họ lên án những kẻ là ăn cơm trước kẻ đó, có thấy không? Các bạn tại sao thế? Tại vì là cái làm trước ấy, tức là đi trước là đã bị phạm tội rồi, mặc dù là sẽ ở với nhau, thậm chí có sẽ ở đời trên đất với nhau, nhưng mà trước thời kỳ thì là còn phạm tội rồi. Mà phạm tội thì gánh một cái gì ạ? Chết thì phải sẵn chết. Đức Chúa Trời không muốn huyết của cái tội nhân, anh chị em ạ. Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn, được cứu và nhận biết lẽ thật. Amen. Và trong đó hãy nhận biết lẽ thật hôn nhân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hỏi tại sao hôn nhân đẹp đẽ như vậy, tại sao hôn nhân tuyệt vời như vậy lại trở thành thảm kịch. Anh chị em có đặt câu hỏi đó không? Có. Nếu chúng ta không hiểu cái nguyên nhân đó, chúng ta không bao giờ giải quyết được. Cái nan đề luôn có, nhưng trong Chúa Giêsu ấy, Chúa Giêsu là sự sáng, Chúa Giêsu là chân lý, chỉ có trong Ngài mới có sự giải quyết. Amen. Chỉ có trong Ngài mới có lời giải đáp thỏa đáng.
Chỉ trong Ngài mới có quyền năng để giải quyết mọi nan đề, trong đó cả hôn nhân và gia đình. Cái nguyên nhân sâu xa chúng ta nói là tội lỗi. Do đó mà họ không gì ạ, gây dựng, họ không sống một lời đức tin bằng chân lý trong Kinh Thánh, chân lý Chúa phán, Chúa nói về hôn nhân. Vì sao cả thế gian này được dựng bởi gì ạ? Bởi lời của Chúa Trời. Cả hôn nhân cũng vậy thôi, cũng được dựng bởi lời của Chúa Trời. Nên hôn nhân nào mà bị đổ vỡ, chứng tỏ là cái vật liệu để xây hôn nhân đó không phải là chân lý và không phải lời của Ngài. Vậy thôi. Nhưng mà nếu hôn nhân đã thành rồi, đã có rồi, Chúa đã bảo với kể cả người ngoại, nhưng đã nên lấy nhau thì đừng có bỏ nhau. Amen. Đừng có bỏ. Đã lấy nhau rồi, với được hay một chồng vợ đấy, còn bằng không ấy thì hãy xử lý tất cả những người khác. Đây là chỉ lấy một thôi, hãy chọn lựa và trả giá cho sự chọn lựa đó. Amen. Trong tay Chúa Christ, đã sao ai đó đang bị sôi bụng cứ chờ chữa lành bây giờ trong tay Chúa Giêsu. Những người làm sôi bụng bây giờ cứ chữa lành trong tay Chúa Christ, Chúa Thánh Linh ở đây, Ngài phán hãy tiếp nhận chữa lành, hãy tiếp nhận chữa lành. Ai đó đang bị sôi bụng đang bị sôi, cả đảm bảo trong danh Chúa Christ ta công bố chữa lành Chúa Trời đến trên cái nội tạng này, trên ruột gan, trên tất cả ruột và hệ thống tiêu hóa của con người này, và ra lệnh cho hệ thống tiêu hóa hoạt động thật tốt và bình ổn trở lại để phục vụ Chúa Trời. Nhân danh Chúa Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Chúng ta nói lời gì? Tạ ơn Thánh Linh. Nói xây dựng hôn nhân không? Hôn nhân ấy, hôn nhân phải xây dựng bằng điện, bằng chân lý của lời Chúa. Amen. Nên cái điều gì mà nó bị đổ vỡ chứ không phải cái vật liệu đó là thiếu, nên mình phải quay trở lại. Nhưng muốn quay trở lại có nghĩa là ăn năn, là muốn ăn năn thì mình phải tìm sao tội lỗi là cái gì. Amen. Cái xuất phát điểm của mình ở đâu ra? Tức là nguyên nhân tại sao nó thiếu. Thì mình ăn năn được thì mình quay trở lại được. Thì vì thế mà bài học năm nay là tại sao những hôn nhân tốt đẹp mà kết thúc bằng thảm kịch. Nói theo anh chị em tại sao? Nói chung chung là thiếu lời Chúa Trời. Ok, nguyên nhân rất nhiều nhưng nguyên nhân chính ý. Anh em cũng có chỉ ra được không ạ? Nguyên nhân chính tại sao? Chưa chuyện thần, chưa được sinh lại từ trên cao. Được, nguyên nhân chính chưa được sinh lại trên cao. Nguyên nhân chính chưa được nhận biết trên đế, nguyên nhân chính. Được, ok. Nhưng còn những nguyên nhân mà được coi như kẻ người đã sinh lại trên cao được không? Tại sao? Vì nhiều gia đình trong hội thánh ấy họ sinh lại trên cao rồi, vợ chồng mục sư rồi vẫn bánh nhỏ, vẫn có cơ anh em ạ, không thiếu đâu. Chưa nhận biết sứ mạng Chúa ban, cả sứ mạng cũng vậy. Thì chúng ta chỉ nói là nguyên nhân này trong tâm lý học bây giờ có cái môn gọi là conflict theology, tức có nghĩa là gì ạ? Mâu thuẫn xung đột học, tức là xung đột. Thế tất cả hôn nhân ấy bị đổ vỡ vì sao? Vì có xung đột thôi, nó đổ vỡ là chứ. Có đúng hay không ạ? Lúc đầu có xung đột không ạ? Không. Không, đầu anh yêu em yêu anh đâu. Không xung đột, dính nhau, vào hôn nhau. Không xung đột, nhưng mà khi mình đổ ra, xung đột xuất hiện. Thế bắt đầu giãn nứt. Sau họ không biết giải quyết xung đột đó. Và khi sự giãn nứt nó lại càng to đến lần xong nó sập. Sập cái này. Và cái nguyên nhân thứ nhất ấy, chúng ta nói ở đây, đó là Xung đột. Sao cười? Chuyện gì mà cười? Chưa nghe bao giờ hả? Anh chị chưa nghe bao giờ? Xung đột thì là... Nhưng mà cái môn gọi là môn xung đột học. Tôi chẳng cần giải xung đột đấy. Thế nào là xung đột? Anh chị em có thể dở xung đột là cái gì? Có biết không? Không. Anh em có thể tra từ điển Bách Khoa Toàn Thư thôi. Bách Khoa Toàn Thư thế nào xung đột học? À thế nào là xung đột? Nhưng mà tôi không muốn xoáy cái chuyện khái niệm xung đột đây. Xung đột là cái gì ạ? Em có internet chẳng hạn, em vào Bách Khoa Toàn Thư tra trong cái kia thế nào là xung đột? Có tra được không?
cha cái bây giờ không? Máy mất sóng phải. Đưa lên ta rồi. Thôi để cho không cần cái chuyện đó, chúng ta hiểu cái xung đột rồi. Xung đột có những cái mâu thuẫn. À đây cái từ mâu thuẫn đấy. Mâu thuẫn đấy. Cái mâu gì anh biết không? Mâu là cái thuẫn là gì? Đỡ. Thuẫn là cái lá chắn. Mâu là cái gì? Mũi tên. Cái vũ khí đấy, vũ khí mà đâm xuyên đấy. Như giống như lao, cái mâu ấy, để đâm đấy. Tức là hai một cái để tấn công cái phòng thủ, tức là nó ngược nhau. Cái xung đột chẳng qua là những cái hệ tư tưởng, hệ phái nào đó nó xung đột, tức là ngược với nhau, những ý tưởng khác nhau. Cái lúc mà họ yêu nhau thì yêu nhau, mới yêu nhau bằng cảm xúc thì họ như họ mù hết. Tình yêu làm cho con người, đặc biệt là tình yêu làm cho họ mù luôn rồi. Anh em có biết không? Tình yêu đấy. Đặc biệt tình yêu đấy. Tại đấy tình yêu của Chúa Trời đấy. Chúa cũng vì yêu nên Ngài có thể quên được tội chúng ta khi chúng ta ăn năn với Ngài. Và khi con người yêu con người quên luôn cả điểm yếu của người kia, điểm xấu. Mà đấy điểm xấu cần giải quyết, họ quên luôn cần giải quyết, họ cứ thế họ yêu. Người là anh đang nghiện, tôi không sao, tôi yêu lắm. Anh nghiện ma túy, anh không chịu giải quyết, không sao, con tin rằng con yêu anh và anh sẽ cai nghiện. Anh nghiện con mà, nghiện con xong đến lúc nghiện con và anh sẽ quên cả chuyện ma túy. Nhưng mà sau đó anh nghiện cả hai, nghiện ma túy nhiều hơn. Cùng cái cô mà tưởng là đến để giải quyết được, giải phóng được đấy, lại còn nghiện thêm nữa. Những cái xung đột là chúng ta nói xung đột mâu thuẫn với nhau, đó là ở những cái hệ tư tưởng khác nhau va chạm với nhau. Vậy thôi, cứ chuẩn pao pao xung đột pao 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 và không giải quyết được xung đột đó. Vì không giải quyết xung đột đó bắt đầu gây ra cái chuyện là gì ạ? Là hậu quả. Có một cái câu chuyện này, có cái gia đình, hai gia đình hàng xóm với nhau. Một gia đình thì toàn yêu nhau thôi, thế tại sao? Một gia đình thì rất là hòa thuận, không nghe tiếng quát nạt gì ở bên đó cả. Ngoài cái tiếng hát, ca hát du dương, chẳng bẩu, rất hạnh phúc. Thế một gia đình thì hát toàn là rốc. Tại mày, mày là ta. Thì bắt đầu thì là hết rốc, từ đấy cả gọi là rốc, gọi là mê ta nhạc, mê ta nặng hết, là bát đĩa. Bát đĩa thì kêu là anh đập vào chạy nó sang 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 thôi. Rồi hát, hát ở trên trong nhà, xong hát cả phía ngoài nữa. Tức là nó đánh nó bách cả hành lang, tức là xem phim hành động ấy, cứ đang ngồi thì phim phát cửa tung phát một thủ trưởng người bách phép ra ngoài. Rồi tại sao bây giờ đình ấy có gì vừa đời sống ta mà sống động thế nhỉ? Theo hai vợ chồng này họ cũng yêu nhau, nhưng mà họ không giải quyết được xung đột với nhau. Yêu nhau anh em có làm chứng chuyện đấy không? Có nhiều đôi vợ chồng yêu nhau nhưng họ không giải quyết xung đột, cùng họ chia ly. Có nghe bao giờ không? Có nghe bao giờ đấy? Họ vẫn yêu nhau nhé, và tôn trọng nhau đúng không? Nhưng mà họ xung đột với nhau, họ không giải quyết nổi. Đúng rồi. Và cũng họ thôi, tôi chia tay. Và người chồng và người vợ bàn nhau, anh cũng yêu em. Em yêu anh nhưng mà không giải quyết được, làm sao? Ồ, chúng ta xem hàng xóm. Tại sao họ lúc nào yên bình, hòa thuận như vậy? Thế là hai vợ chồng đồng ý và người chồng bắt đầu mặc bộ đồ ninja để bắt đầu hướng nhập chào đời, đi vào trong nhà kia để do nó tại sao họ lại yêu thương nhau như thế. Bắt đầu ra một chui thì ông ta đang ẩn nấp ở nơi ban công và thấy người vợ đang lau chùi tường cái tủ đấy, lau chùi bàn ghế, lau xong rồi cái áo của vợ đấy mắc trong cái lọ hoa ở trên bàn đổi dầm vác. Xong rồi, ở đây phải chết mày. Ông ta nghĩ trong bụng thế, ở đây với nhau rồi, bắt đầu cũng được chuẩn bị rồi. Thì cứ ông nghĩ là bụng ông không? Ông ta nghĩ vậy. Ông ta chưa sinh ra, ông ta nói toàn mồm như người Việt Nam. Có chuyện gì là chết rồi, chết này, chết này. Đổ rồi mà, bắt đầu ông nghĩ như vậy. Thôi xong rồi, bắt đầu ông nghĩ một cái thảm kịch chuẩn bị tới đây. Bắt đầu người chồng thì đang ở một buồng khác nghe tiếng đổ dầm vác rơi lọ hoa mà. Thì mới chạy ra chuyện gì thế em yêu. Ồ, em yêu thôi, nhưng chẳng giữ là em yêu đầu em sẽ to một cái điều. Đấy, em đầu sẽ xuất hiện một con cái điều như là ông ta vì xưa cũng nói vậy. Xong rồi, chuẩn bị xuống tay rồi. Thế chồng cũng sáng tay. Còn này chắc chồng là gia trưởng như mình đã từ gia trưởng với vợ đây. Thế này ông, thầy sáng tay mà ông này mày ôm với vợ. Ông hỏi em có chuyện xảy ra không? Cái gì thế này?
giao tiếp nhau, từ xem ông xem diễn biến câu chuyện. Em chưa hiểu, ô anh xin lỗi em nhé. Ô anh yêu em đã làm vui, em xin lỗi anh vì em vô ý làm vỡ cái lọ hoa quý này rồi. Xong người chồng đi ra nhé. Còn anh chẳng được, ta không xin lỗi mày đâu. Cái lọ hoa này, ta đã bấy năm nay ta đã làm lúc được rồi, bây giờ mày được phí đổ ra. Ông nghĩ thế. Xong người chồng nó ôi hôn bảo không. Em ạ, anh xin lỗi em, phải đấy là lỗi của anh. Vì anh là người chủ gia đình, anh có trách nhiệm ấy, để bảo vệ nó không bị tan vỡ. Mà anh đặt ở cái vị trí không thích hợp, chính thế mà nó bị đổ, từ nỗi lỗi của anh. Ô, hai vợ chồng xin lỗi nhau, đứa nào bỏ sai rồi. Ô, ông nghĩ rồi, ô, thế thôi, ông ta bắt đầu thôi đi về nhà. Nó suy ngẫm, ô, thế nào anh, nào, ông xã, chuyện gì xảy ra? Nào, nó, em vừa nghe hỏi ngoài lúc đi đổ dần dần đấy, nào, cho nhau. Hay là anh ấy nó bắt quả tang, không anh không sao rồi. Nhưng chưa đi. Ở cái trong cái nhà đó thì chuyện xảy ra ai cũng sai cả. Thế là ai cũng xin lỗi, ai cũng nói là mình sai, ai cũng nói tôi sai, rồi xin lỗi nhau và họ hòa thuận. Thế còn cái nhà của mình ấy thì ai cũng đúng, ai cũng đúng, anh cũng đúng, anh em cũng đúng, lúc nào cũng đúng, chúng ta ai cũng đúng cả. Và kết quả đầu em sưng, răng em rụng, chân anh cũng bị cong, giá nhiều quá. Vậy thôi, thế là ở đây muốn nói cái chuyện gì nha? Vì khi không giải quyết được gì nhỉ? Khi không giải quyết được, được xung đột đấy. Thì là khiến họ sao? Khiến họ không thể hòa hợp lại được với nhau. Không thể hòa hợp với nhau được. Nào em. Ở đây là xác cách nào để cứ xung đột. Ở chỗ này chúng muốn dạy chúng ta điều gì về xung đột nào? Về xung đột, giải quyết xung đột. Thứ nhất, thì là cái bút bút kia. Tắt hết tất cả các wifi đi nhá. Alo. No. Anh chị xem cái bài ghi âm đấy. Cô bé đã làm cái gì? Nó không ghi bài. Ghi bài hay là làm việc riêng? Không ghi bài. Cái thật thái gì đấy? Tắt wifi đừng trong giờ giảng bày lời chuối, đừng làm hướng xấu, đừng có chat với bạn bè. Ôi, bà chủ đề số với tha thứ, xong đây chưa squeeze. Thứ nhất, những điều gì chúng ta có thể lấy ra từ bài học này? Điều gì chúng ta có thể lấy ra từ bài học này? Nhận lỗi. Biết nhận lỗi. Thứ nhất này, hiểu. Conflict tức là xung đột đấy, là điều không thể tránh khỏi, anh chưa nói. Và nó sẽ đi cùng với các bạn cả cuộc đời trên đất này, phải nhớ thế. Nếu mình không hiểu điều này thì khi conflict bắt đầu mình không muốn chấp nhận, không được, mình phải biết là nó luôn có, tôi phải sống chung với lũ đấy. Conflict mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi ngay từ đầu rồi, trong hôn nhân chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cũng như là cám dỗ, thử thách ấy, đấy, đều không thể tránh khỏi, anh em ạ. Những cách nào chúng ta giải quyết nó thôi. Chúa Giêsu là con Chúa Trời mà vẫn còn bị cám dỗ mà. Amen. Thế nên cái conflict ấy, đấy, ngay thứ nhất chúng ta phải đặt cái điểm thứ nhất này, chúng ta rút bài học. Thứ nhất là không thể tránh khỏi conflict được. Amen. Nên phải tiếp nhận nó một sự nhu mì để xử lý nó. Amen. Conflict nó sẽ đi cùng với tất cả chúng ta suốt cả chặng đường. Nên đừng có mà kinh hoàng hay là hoảng loạn hay là sao? Sợ hãi nhỉ chẳng. Hay là sao? Hay là gọi là gì nhỉ? Depression, trầm cảm hay là
Em hiểu đúng không? Vâng. Khi mà cái chuyện nó xảy ra thì đừng có kinh hoàng. Amen. Amen. Muốn thế chúng ta phải làm gì? Anh em. Anh em. Điều thứ hai là cái conflict đó là cần phải giải quyết trên cơ sở gì? Lời Chúa. Lời Chúa trời. Bằng cách nào ạ? Có nhau ạ? Okay. Lời Chúa cũng có cái đoạn mà cần phải cắt, cần phải tỉa, cần phải sửa. Không. Vì trong gia đình ấy, là cần phải gì ấy? Cần phải nuôi dưỡng hôn nhân đó. Mà đã nuôi hôn nhân thì cần giải quyết bằng gì ạ? Sự hòa thuận. Sự hòa thuận với nhau. Một con đường hòa giải với nhau. Amen. Giải quyết và con đường hòa giải. Chứ không có nhau đâu. Nên chúng ta nhìn thấy bao nhiêu cuộc xung đột họ giải quyết nhau bằng cái gì anh em? Toàn là mạnh ai người ấy đập thôi, người thắng. Tạ ơn Chúa là khi chúng ta là con cái của Chúa Trời thì chúng ta có cái ưu việt nổi trội, đó là chúng ta có quyền truy cập vào cái kho tàng những kiến thức sâu nhiệm của Đức Trời về hôn nhân. Chúng ta có uy lực trước những cái hôn nhân mà không có Đức Trời làm chủ đấy, ở chỗ chúng ta có thể truy cập được để lấy chân lý đó, để con đường nào, cách nào để giải quyết xung đột. Điểm thứ ba, chúng ta phải ghi nhận này, qua cái chuyện mà vừa chúng ta cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói đấy, câu chuyện của hai gia đình chẳng nhau đấy, một gia đình chẳng nhau, một gia đình hòa thuận đó, là chúng ta nhìn thấy cái gì? Biết lỗi của mình. Đó cái mong chúng ta để ý này, cái mong muốn lúc nào chứng minh tôi là đúng nhất. Anh em ạ, không phải bao giờ cũng là con đường tốt đẹp nhất. Thông thường các quan hệ xung đột đấy, ai cũng cho tôi đúng cả. Khi tôi giải quyết quan hệ xung đột gia đình đấy, bên vợ, bên các tư vấn cho họ đấy, người vợ cũng chứng minh rằng bà ta đúng, chứng minh ông chồng sai. Và ngược lại, ông chồng cũng chứng minh là ông đúng và bà vợ sai. Thế nên là cái mong muốn mà lúc nào cũng có đúng, có đúng, có đúng, có đúng, không bao giờ là con đường đúng cả. Amen. Bởi vì chúng ta hiểu câu chuyện này, nếu mà chúng ta thắng trên sự thất bại và sự đau đớn ê chề của người chúng ta yêu đấy, thì đấy không phải chiến thắng đâu. Amen. Amen. Khi chúng ta lấy nhau, anh chị em là lấy nhau ấy, thì cái người đấy có yêu mình không ạ? Có yêu không ạ? Có. Bạn lấy vợ bây giờ hai con rồi thì đấy có người bạn yêu không? Yêu. Mà đã yêu rồi thì bây giờ mình muốn thắng cái người đấy, mà thắng, nếu mình thắng tức là phải có kẻ thua. Mà cái kẻ thua đấy là người yêu của mình ấy. Ôi thôi quên ngay đi. Amen. Nên đừng có ngu dại gì mà đòi thắng, thắng trên mồ hôi nước mắt, thắng trên cái thất bại, thắng trên nhục nhã, thắng trên cái ê chề của người yêu mình. Thấy chưa anh em? Đừng có ngu dại như vậy. Amen. Vì cái chiến thắng đó là chiến thắng đẻ, chiến thắng bất công, chiến thắng không được Đức Chúa Trời coi trọng. Amen. Hãy nhớ điểm ba như vậy. Điểm thứ tư, luôn luôn phải coi mình là sai. Alo. Luôn luôn chúng ta tìm được điểm sai, chỉ cần cái điều họ không hiểu mình thôi, mình nói là họ không hiểu mình, thế mình đã sai rồi. Hãy nhìn đi anh chàng này, cái trách nhiệm của anh chàng đấy, của người chồng trong gia đình tốt đấy, là bảo vệ gia đình mà lại đạt cho họ hoa hảo đó, mà lại không tính toán cái chuyện là vợ sẽ lau chùi rồi có thể sẽ động đến nó, thì cũng đã cái chuyện là mình đã không tính toán rồi. Thế là mình đã có sự mà thiếu hụt trong cái hành động suy nghĩ của mình rồi. Amen. Thế trong kế hoạch sắp đặt trật tự cho gia đình đã có cái phần gì đấy cần chỉnh sửa rồi. Amen. Đã có rồi đấy. Ok anh em. Và chúng ta phải nhớ rằng đấy, chỉ có Đức Trời thật là đúng thôi, còn tất cả chúng ta đều có thể sai và chính thức là có sai. Amen. Vì chúng ta phải nhớ tất cả chúng ta đều tội nhân, ai dám đặt ngực vỗ mình, vỗ ngực xưng mình là không có phạm tội, kẻ
lên, tội lớn nhất nếu kẻ nào bảo rằng tôi là trong sạch và không được phạm tội. Cái tội khủng khiếp là kẻ đó đang trong sự lừa dối bản thân mình và mọi người, và tìm cách để dẫn mọi người vào trong sự lừa dối đấy của anh ta. Hãy nhớ là sự hòa thuận trong gia đình ấy, nó quý trọng hơn cái việc bạn đúng. Amen. Hãy nhớ đấy. Vì chúng ta nhớ điểm 3 ấy, cái chiến thắng của mình là nói mình đúng ấy, trên cái đau khổ của người yêu của mình ấy, đó là chiến thắng giả dối. Amen. Nên sự hòa thuận gia đình ấy, nó đắt giá hơn, nó cao hơn, nó quý hơn cái sự mà mình nói tôi đúng. Ok. Amen. Amen. Vì trong cái thánh nói là lòng thương xót thì thắng sự gì? Đoán xét. Sự đoán xét là nói sự công bình của Chúa Trời. Sự công bình là một cái khía cạnh cực kỳ quan trọng trong luật pháp của Chúa Trời. Nhưng chúng ta nếu sự thương xót thì thắng sự đoán xét. Thương xót. Amen. Nên vì thế mà chúng ta phải luôn luôn tìm cách nào đó để thương xót những người đã phạm tội của chúng ta. Amen. Đừng mơ tìm cách nào đó để mà bắt tội họ, bởi vì không cần cái chuyện kết tội của chúng ta đâu, họ đã đầy dẫy cái năng này rồi. Amen. Họ đầy dẫy kẻ khác, kẻ nào đó kết tội họ rồi. Amen. Nên chúng ta cần phải tránh khỏi cái chuyện là đi kết tội người khác. Ok. Amen. Anh em ạ, hãy làm cho đời sống của người yêu của mình, vợ chồng mình đi nhẹ nhàng đi. Chúng ta nhớ rằng trong hôn nhân đấy, đó là chúng ta giúp nhau để thực hiện khải tượng, thực hiện sứ mạng mà. Amen. Giúp nhau để nhẹ nhau mà, chứ không phải là để chất cái nặng cho nhau thêm đâu. Mặc dù giúp nhau là chúng ta tự nguyện mang gánh nặng cho nhau, nhưng đấy là tự nguyện mang gánh nặng cho nhau thôi, để làm trọn luật pháp của Christ rồi. Nhưng đấy là ở với cả hai chúng ta cùng làm như vậy. Amen. Chúng ta gieo trong việc chúng ta gánh cái nặng của người thân yêu mình thì chúng ta cũng gặp được. Điểm thứ năm, chúng ta cần phải xem xét này, cái giải quyết cái conflict, cái giải quyết conflict ấy, giải quyết mâu thuẫn ấy như thế nào, tốt hay không, hay cái mức độ ở mức độ rắc rối, mức độ phức tạp của conflict, của sự mâu thuẫn, nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc vào trạng thái thuộc linh của con người. Anh em, nếu cái người đó mà thường xuyên nằm ở trong sự hiện diện của Chúa, thường xuyên suy ngẫm lời của Chúa Trời, khi đến hội thánh họ từng học, nghiên cứu, ghi chép, suy ngẫm lời Chúa, đến hội thánh thờ phượng Chúa để tương giao với Chúa đó, nghe những bài giảng, anh em ạ, đọc những cái sách và bồi linh để cho con người bên trong ấy, người thật ấy lớn mạnh lên, nó mạnh mà. Thì đến khi mà cái hoàn cảnh nó đề đến ấy, thì sao ạ? Nó giải quyết được. Amen. Amen. Thì nó có sức, nó chịu được các thử thách khác. Vì trong chúng ta, khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta nhớ là chúng ta có hai con người. Amen. Con người cũ với bản tính cũ của nó này, chắc thịt đấy. Và con người mới được sinh lại thành hình của Chúa. Con người này, con người sinh lại thành hình của Chúa Trời, nó có quyền trên phần xác thịt. Nên chúng ta sống theo con người nào thì nó quyết định đời sống chúng ta. Trong hai con này nó luôn mâu thuẫn với nhau, luôn đánh nhau. Vậy cái mâu thuẫn trước khi chúng ta lấy vợ lấy chồng này, thì trong con người đã có hai con người đối với nhau, kể cả người vô tín vậy thôi. Người vô tín có con người mà chúng đặt lên trong họ ấy, đó là cái hình ảnh của Chúa Trời, nó về để lương tâm của họ đấy. Cái lương tâm họ là kể cả khi họ làm điều gì ạ, điều xấu ấy, thì lương tâm có trách không ạ? Có. Đúng vậy không ạ? Kể cả họ chưa đi Chúa, họ chưa sinh lại, họ đang trong sự chết, nhưng mà có cái hình ảnh ở đó, cái chuyện đã để trong cái lương tâm họ, là cái giác quan thứ 10 của họ đó. Trong cái giác quan thứ 10 là lương tâm của con người ở trong tâm linh đó, đã có một cái sự là đó rồi, đã có một cái điều gì đó xảy ra rồi. Tức là cái con người nào đó của người đấy đang, con người đấy muốn hướng vào sự tuyệt hảo của Chúa Trời. Amen. Vì Chúa dựng nên nó để thờ lại Ngài mà. Nên nó chưa phá vỡ bức tường tội lỗi thôi, nên nó chưa chạm được vào Đức Chúa Trời. Cho nên chừng nào Chúa chưa thăm viếng nó, nó tiếp nhận Ngài. Amen. Nên với cái phần của chúng ta đấy, hai con người này, con người nào thắng, hai con hay biết đánh nhau mà. Sứ đồ Phaolô cũng nói rằng là tôi cảm thấy trong chi thể tôi có một luật pháp
đúng không? Nó muốn bắt tôi làm phụ tùng của tội lỗi. Có hai con người mới, con người cũ đánh nhau thì con người nào thắng? Anh biết con người thắng không? Con người đúng rồi, amen. Thì con người làm ăn nhiều, bạn nuôi nó thì nó thắng. Vậy thôi. Ai bảo ô con người mới phải thắng chứ? Ai nói như vậy? Ai nói ôi tôi tin Chúa rồi thì tôi phải thắng. Này, nhiều kẻ tin Chúa Giêsu rồi mà vẫn bị kết cục dưới nồi lửa đấy, anh em ạ. Nhiều người tự đầy dẫy tin của Chúa rồi mà vẫn kết cục trong nồi lửa đấy, anh em ạ. Alo. Alo. Đầy dẫy tin của Chúa chưa mà vẫn rơi địa ngục, anh em ạ. Đã từng có rồi. Ngay cả ông cả môn sứ đồ Icarus đấy, sứ đồ siêu đánh Icarus đấy, khi Chúa ban quyền phép trừ tà vân vân đấy, đấy là quyền phép Chúa ban sứ đồ ấy chứ. Trong quyền phép nó có cả thì sự sức giàu của Chúa rồi, thần Chúa đổ đến rồi. Amen. Đã có trên đất rồi. Và trong sách các sách ước đấy, chúng ta đọc đấy, sách các vua đấy, đặc biệt sách các vua đang gì ạ? Các sách các vua, các sách lịch sử đấy đang nói về cái chuyện mà các vua thánh thời đất nước nó sẽ tương tự như vậy đó. Amen. Các vua như hình ảnh các vua đó chính cũng tương tự như chúng ta thời đất nước đó. Amen. Đã từng được thần chúa thăng tiến và ai đó phải rời đi, nên chúng ta phải là nuôi mình, nuôi con người mới bởi lời Chúa Trời. Amen. Đó, khi chúng ta nuôi nó bằng lời Chúa ấy, thì nó sao ạ? Nó to đùng, đúng vậy không ạ? Nuôi nó to, còn không nuôi nó thì nó gầy gò ốm yếu. Sau đấy lúc cần phải đánh nhau, nó không đánh được, nó không còn sức nó để đánh cái kẻ kia. Amen. Nó không còn sức để đánh cái kẻ kia thôi, nó không còn sức nữa. Vì thế mà tại sao ấy, chúng ta cần phải luôn luôn là suy ngẫm lời Chúa, nghe lời Chúa, nghe bài giảng liên tục đấy, nhưng mà hoặc nghe kinh thánh, hoặc nghe thánh ca, anh em ạ, vẫn làm việc, nhưng chúng ta luôn luôn phải nghĩ, suy tưởng, ý tưởng tích cực. Chúng ta học được điều gì ra giấy người đấy, luôn suy tưởng, ý tưởng tích cực. Với một trong năm cái hướng chính, làm cái nào để nhận biết được tương tạo hóa tốt hơn, làm thế nào để giao truyền tin lành của nước nào. Amen. Làm thế nào để nhận biết được mình, biến đổi mình, làm thế nào để làm cho người khác hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, ABC. Amen. Đó là chúng ta phải nuôi mình bởi ai? Bởi lời của Ngài. Đó, chúng ta nuôi mình, nuôi con người nào thì con người thắng. Con người mới được sinh lại của Chúa đấy, nó có thể ăn gạo ăn thịt được. Amen. Nó không ăn được kiến thức bẩn thỉu trong thế gian mà đầy dẫy trong internet và TV, radio được, và sự dối trá, lừa bịp bằng tin ác thôi. Mà con người đó phải nuôi bởi lời Chúa Trời, nuôi bởi những lời quyền phép của Chúa Trời đấy, nó mới mạnh được. Người này xem để nhìn xem tại sao họ đánh nhau. Hầu như đến họ cần nghe những chuyện ác dữ ở đâu thôi. Trong xã hội đấy họ đánh nhau, vợ chồng cãi nhau bởi vì cứ bật TV là bằng tin ác. Nào là ông nọ đập ông kia, nào là nhà nọ lừa nhà kia, nào khủng hoảng, là nhà nước bóc lột nhân dân, là nhân dân đốt nhà của nhà nước, hãy biểu tình cho chính phủ, đu các trò tái tin ác cả. Nếu mà chúng ta mà nuôi mình bằng tin ác ấy thì chẳng mấy chốc cái con người mới nó không nuôi được một cái đó, tim nó không ăn được. Nên là khi mà tống vào cho con người đấy thì kiểu đi một trong hai người chặn nhận, con người cũ thì không ăn được cái tim tốt lành. Nên nếu mà tống một lời nó chặn thì con người mới nó chán. Thì cũng chơi nha. Nhưng nếu mà anh em này tống một cái tin ác ấy thì con người cũ mới nó không ăn nổi, thì kiểu gì con người cũ nó chán, và khi nó chán nó co, nó phình ra, ép cái con người kia. Vậy thôi, và lúc đó chúng ta là sản phẩm của con người đó. Điều thứ sáu chúng ta phải cần thiết này. Đó là sự tha thứ, anh em ạ. Sự tha thứ. Sự tha thứ chúng ta đã nói không ít ở trong bài giảng, anh em ạ. Chúa tha chúng ta thế nào rồi thì chúng ta phải tha thứ tất cả những thứ như vậy. Amen. Có lời trong Kinh Thánh đã giảng tha thứ. Khi Phi-e-rơ đã từng đến với Chúa Giê-xu và nói là làm cách nào nếu mà người anh em con mà phạm tội của con 7 lần, con tha 7 lần à? Phạm tôi con tha 7 lần à? Ông tưởng là ông là rất là đúng khốp nờ, rất là thông minh. Không, ta nói là 70 lần 7 thôi. Thực số 70 không phải là 490 lần tha thứ nhá. Không phải ngồi đấy xong đếm 1, 2, 3, 4, ghi nhận 489 lần rồi, còn này lần cuối cùng.
và thần cuồng không phải thế đâu, mà số 7 tượng trưng cho số hoàn thiện anh em ạ. Tức là ý muốn Chúa nói là khi người anh em nào phạm tội với người đấy, người thà mãi mãi. Amen. Thà đời đời. Amen. Chúng ta phải tha thứ. Và tôi đã giảng cho anh chị em cái sự tha thứ nó có cái quan hệ nào đối với chúng ta, đối với con người đấy. Thí dụ hai con người chẳng này, một ông A và ông B, một ông này không tha thứ ông này, thì có chuyện xảy ra. Khi ông này, ông bên này nhìn hay nghe và nghĩ về ông này, chuyện xảy ra, ông này sôi máu lên, trầm trầm, đúng không ạ? Sôi máu không? Anh em từng sự có tha thứ ai chưa bao giờ chưa? Mà dù chưa nhìn thấy người ta nhưng mà người nghe thấy, đọc thấy, nghĩ về, mà người kia chưa có tha thứ mình đâu, nhưng mình không tha thứ ấy, chỉ nghĩ về, rồi tôi bắt đầu trong người bắt đầu lộ, quả đúng từ gọi lộn ruột đấy, liên tiếp từ đấy. Người ta gọi từ liên tiếp ấy, bắt đầu lồn xuống xung lên, chỉ muốn ăn từ nút sống người thôi, bằng cách nào thôi. Chết chưa? Còn cái người kia đấy, họ vẫn Hallelujah, vẫn bình an. Còn người này thì người tự chết rồi đã. Tại sao? Vì thân thể con người Đức Chúa đã dựng lên cho tình yêu thương, cho sự công trình của Chúa Trời. Nên các tế bào của thân thể đấy, nó được lập trình sẵn để yêu. Anh em ạ? Amen. Để yêu. Thế bây giờ có sự mà lập ngược lại là gì? Ngược lại đó là không yêu, ghét, không tha thứ, thì lời cái lập trình bị đảo lộn, như bị virus vậy đấy, xâm nhập, nó đảo lộn. Thành ra cái nó đi đường này thì nó sẽ đều đặn, nhưng mà nó bị đảo lộn, thế nó quay ra nó nhục nhau và khiến người bị ốm, bị đau, và tuyệt đại đa số những bệnh nội tạng của con người được xuất phát từ không tha thứ. Như vô tín ấy, tại sao ấy đau dạ dày, đau gan, đau thận, đau đủ các thứ, không đời sống tội lỗi của họ thua đâu, mà là đặc biệt sự không tha thứ, sống những sự hận thù, nên sự hận thù giết người đấy trước đã, anh em ạ, giết người đó đã. Sự không tha thứ nó nguy hiểm thế này, đã chỉ cho anh em rồi. Khi mà cái người này không tha thứ cho người này, thì giữa cái người đó có một sợi dây vô hình nối với nhau. Chính thế tại sao người này vừa nghĩ vào bắt đầu sụp lên. Và cái chuyện xảy ra, cái người dưới này thì anh em để ý là người mà đang không tha thứ nhá, người trên này tha thứ rồi, không chuyện gì cả. Đây người trên này có chuyện xảy ra, anh phải nhìn đây, phải nhớ đây, phải ghi ấn đó này. Chúa dạy tôi thế nào, anh em để ý kiến này, điều quan trọng lắm. Tại sao chúng ta phải tha thứ cho tất cả mọi người khi họ bắt bớ tập đánh đập chúng ta, mà số này chúng ta phản bội chúng ta vẫn tha thứ? Tại sao? Không phải chỉ nghe mặt lệnh Chúa mà Đức Chúa còn giải thích tại sao nữa. Vì tin Chúa tuyệt vời, tin Chúa không phải mê tín dị đoan. Nghe và Chúa, và Chúa sẽ giải thích tại sao phải làm như vậy, để tuyệt vời như vậy. Vì thần linh sự bày tỏ khôn ngoan thông sáng của Chúa được đổ trên những người được kinh sợ này. Amen. Amen. Khi không tha thứ, có một sợi dây quỳnh nối giữa người không tha thứ này với người ở đây, khiến tất cả sự rùa xả của người này, đau đớn, bệnh tật, hạn hán của người này cú thế đổ xuống người này không? Em hình dung chưa? Tất nhiên là tôi có làm chuyện gì đâu, tôi có tội đâu. Thế sao là tôi lại gặp cái bạn này, ta bay bạ gió kia, từ người ta trên đường ta bay bạ gió. Anh em ạ, có phải là tôi làm đâu? Tại sao? Đã cái kẻ này nó làm là nó phải chịu, nhưng vì là ngươi không tha thứ nó, nên giữa ngươi với kẻ đó có một sợi dây như cái ống dẫn, khiến vì sự không tha thứ nó mở cửa cho ma quỷ, mà vì có quỷ không tha thứ nên là tất cả các tai vạ từ ma quỷ ở trên này nó đổ xuống kẻ này. Thì bây giờ nó thấy công dân xuống không, thì nó giáng xuống lên trên kẻ này luôn, khiến cho đời sống người đấy thê thảm hơn. Em nhìn thấy chưa? Nhưng nếu sự tha thứ thì chuyện xảy ra, nhưng nếu sự tha thứ này thì giữa người này cũng có một sợi dây vô hình, anh em ạ, trong sự yêu thương và sự hòa hợp, khiến cái mạng người này không dám trên này được. Bởi vì cái sợi dây này nó chỉ được truyền những cái tốt lành thôi, cái kênh ấy nó không truyền được điểm xấu đâu. Nhưng cái người này có đường tốt phước hạnh ở đó mà Chúa muốn dán trên người này thì cũng chui xuống cả người này nữa. Sớm chưa anh em? Alo, anh Hùng hình dung cái bức tranh nó chưa? Hình dung ra chưa? Vì thế tại sao chúng ta phải tha thứ nhận chúng ta chết tiền ạ? Amen. Tha thứ, đặc biệt trong gia đình ấy, trong hôn nhân ấy, thì chúng ta cần tha thứ, cần tha thứ.
tha thứ bất chấp người vợ của mình làm thế nào, thậm chí họ có thể cắm sừng, họ đi ngoại tình hoặc ngược lại vẫn phải tha thứ. Amen. Tha thứ có thể giải quyết hôn nhân bằng cách nào đấy là chuyện khác, nhưng kể trong giải quyết đến nỗi thậm chí đến nỗi ly hôn cho nữa vẫn phải tha thứ. Amen. Vẫn không được phép để trong lòng những sự căm thù, uất hận, bực tức, chán nản, thù hằn. Amen. Amen. Vẫn phải tha thứ, mong ước chừng cho tốt hơn. Ok anh chị em ạ, đấy có một câu chuyện như thế này. Có một người đàn ông kia đi báo thư nhỉ, đẹp trai đồng đội thế đấy, đẹp trai được ai kiểu như phải đa chấp đi xong rồi ra chợ để mua một món hàng hay chấp remote mua đồ ăn, mua khoai tây về nấu súp cho master ăn hả, gợi ý đấy, gợi ý đó thì như thế mua khoai tây về thì có hai chàng đồ đen nào đó chẳng đang đứng và ô thêm lại đẹp nhất đẹp trai vào đây mua của tôi khoai tây cực ngon đấy à, bác đi sướng ô chà cả đời trai cái đẹp trai cái gì cũng cái đẹp trai sướng quá. Thế là họ nhìn em luôn vào một bao hàng là đáng gạch đấy. Đấy bác kiểm tra thì bác ấy sao ạ, lóa mắt trước lời khen ô thế lại đẹp nhất đẹp trai, thế đẹp nhất đẹp trai rồi cái không tiền luôn bao đây cái sạch khỏe sướng sướng lắm về mở ra về đã rồi quay tay đâu rồi thế là vâng phá hoại quay trở lại đấy không tìm thấy hai cậu đồ đen thì nó mất rồi. Bác làm sao và bác quyết định tha thứ, bác quyết định tha thứ rồi bác trở về và đi mua đúng quay tay khác để nấu làm trách nhiệm. Hai năm sau hai năm sau thế lại đẹp nhất đẹp trai lên sân đường đang một lần ngồi ở trong phòng làm việc như là thư với tư cách là bộ trưởng bộ ABC thì có người bảo có hai cậu đâu đó cậu ấy muốn gặp bộ trưởng ạ, mời vào. Và hai cậu, hai người đàn ông đi vào tiểu tụy, người hơi hôi hám tiểu tụy và là ô bác tên là chị đã ra mất tiếng lý đấy đấy thì à anh cứ đơn tên nguyên nhân này tại sao anh các bạn biết tên tôi, thế anh có nhớ hai năm trước không, hai năm trước làm sao có lần ở chợ cái xô chợ đi vô đấy anh mua khoai tây của tôi đấy, sau đó chúng tôi lừa vác cả một bịch toàn gạch đá đất về đấy, anh nhớ không? À nhớ lần đấy tôi mang về làm cho mục sư coi như là bị chặn mất đồ ăn, khiến tôi phải thôi buồn thì nhưng mà tôi tha thôi mà. Thế nhưng mà sau đó chúng tôi về chúng tôi thấy ăn ngon quá, bởi vì ông là người tin Chúa nên là ông có cầu nguyện cho tôi kinh thánh linh cảm xúc lòng tôi nên hai chúng tôi đã thấy ăn ngon khó chịu quá không biết gì cả. Nên chúng tôi cứ giản vật, không biết làm sao, không biết giản vật. Và cứ mang cái hai năm nay rồi, bây giờ mới tìm được ông để mà xin lỗi. Đấy, bác thường nói là, thấy chưa, tốt. Cái gánh nặng, cái gánh đất đá đấy, tôi chỉ có gánh một lúc về nhà xong tôi vứt đi rồi, xong tôi quên rồi. Nên các anh ấy, vì các anh không tha thứ, nên các anh mới gánh cái gánh đấy. Cái gánh đất mà lừa tôi đấy, là gánh tiếp 20 năm. Vì thế mà anh mới khổ, mới nặng nề. Em hiểu ý không? Khi mình tha thứ ấy, mình nhẹ nhàng đi. Amen. Chắc luôn gánh nặng tội lỗi với đất đá sỏi đá đi trong lòng mình. Amen. Còn kẻ không tha thứ đấy, thôi tự giảm mặt với chính mình. Amen. Trong cái gánh cho nó, nếu Chúa đã tha chúng ta rồi thì chúng ta phải tha thứ cho nhau, tha thứ cho cả mình nữa. Nhiều người họ tha thứ cho người khác nhưng lại không tha thứ cho mình. Có người đó không? Có loại người như vậy. Có loại người là tôi không thể tha thứ cho tôi. Thì họ sống trong sự là giảm mặt bản thân mình. Mặc dù người khác họ tha rồi nhưng họ ghét cái bản thân mình, họ bắt đầu hành hạ bản thân mình. Không, nếu Chúa đã yêu chúng ta, Chúa đã tha thứ chúng ta thì chúng ta tha thứ tất cả những người nào mà chúng ta tha thứ. Amen. Chúa tha thứ ta mới có tha thứ chính mình, Chúa tha thứ người khác mới tha thứ người đó. Amen. Sống trong sự tha thứ mà sự hòa hợp.
Amen. Amen. Đấy là điểm thứ nhất mà chúng ta cần để giải quyết, đó là giải quyết trong vấn đề mà chúng ta nói một cách ngắn gọn là mâu thuẫn. Amen. Amen. Thứ nhất là giải quyết vấn đề mâu thuẫn có 6 điểm. Tạm thời như thế. Với khi nào học về mâu thuẫn học, xung đột học, chúng ta sẽ mổ xẻ nhiều điểm khác hơn. Điểm thứ hai là gì? Đó là những người vợ, người chồng họ không mong muốn được thay đổi. Đấy là điều kinh hoàng. Anh em ạ, trong Matthew đoạn 9:17 em có nhớ không? Chúa nói gì không? Bầu cũ, rượu cũ, bầu mới, rượu mới. Nhớ chưa anh em? Các bạn có nghe bao giờ không? Bầu mới, rượu mới đấy. Giờ ra đọc chưa? Mời anh chị em nó đọc chưa? Matthew đoạn 9:17. Cái mong muốn thay đổi mình ấy, mong muốn rất tuyệt vời. Vì con người chúng ta là con người cũ kỹ mà. Nếu mà không thay đổi thì đấy là con người lạc hậu, là con người thấp kém, thấp hèn. Chúng ta cần mong muốn nó thay đổi tốt hơn, đúng vậy không? Ừ. Tìm được chưa? Dạ rồi. Cũng Matthew đoạn 9:17, cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Xong ai lấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Amen. Amen. Có nghĩa là gì vậy? Bầu mới, rượu mới có nghĩa là gì vậy? Rượu mới. Tất nhiên hiển nhiên ở đây có nghĩa là thánh linh của Chúa Trời, con người mới, hiển nhiên rồi. Nhưng hôm nay chúng ta đang nói về tái sự gia đình thì hôn nhân có phải là chức phước của Chúa Trời không? Phải. Hôn nhân có điều mới của con người đó không ạ? Mới, chỉ là điều mới đó. Amen. Những điều mới đó, những cái điều mới đó mà để ở cái bầu cũ đấy thì sao sẽ buộc. Mình nói là tại sao bầu cũ rượu cũ là thế này. Ngày xưa thì khi người ta dùng rượu đấy, anh em ạ, người ta được bằng cái gì có biết không? Dạ. Anh em được bằng cái da, cái túi da, da từ da dê đấy, bầu từ lấy từ con dê ra. Làm sạch, thuộc nó đi, sau đó đổ dầu, đổ rượu vào đấy có được. Chứ không có gọi là nhiều thứ gọi là chai lọ như bây giờ đâu. Sau đó bằng da. Chính thế mà khi đổ rượu vào đó, cùng thời gian da như vải thì nó sẽ va chạm thì nó sẽ cũ dần, nó mục dần. Hay không? Thì lúc đó khi mà sao cái bầu cũ ấy nó được. Nhưng mà khi mà người ta đổ rượu mới vào đấy thì sao? Thì cái bầu cũ nó bị mòn rồi thì nó bục ra luôn và làm ra thứ nhất là cái bầu đấy, cái gì ở cái bầu cũ ấy bục được một này, thứ hai cái rượu mới đổ vào cũng đổ hết. Ta phí hết, phí cả bầu cũng cả rượu. Như vậy thôi, hôn nhân mà khi trời chúc phúc cho chúng ta đấy anh em ạ, hay bất kể một phước hạnh nào mới cho chúng ta, một sự tăng trưởng đó, một cái mới, cái giai đoạn mới, đó là điều mới. Amen. Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu đó là một điều mới. Chúng ta được nhận cái phước này đó là điều mới. Sinh con, đẻ cái, lấy vợ, lấy chồng, thay đổi cái chỗ ở, nhà mới, xe mới, ô tô mới, cái gì đấy, đấy là gì ạ? Điều mới. Amen. Chúng ta được nhận cái Chúa trên một cái tầng nữa, gọi là một cái trình độ, một cái đẳng cấp mới hơn đấy. Thì đấy cũng là một sự phước hạnh mới, đó là điều mới. Nhưng cái điều mới đấy chỉ được giữ được với điều kiện đó là cái bầu mà đựng nó phải là mới. Vì thế chúng ta cần thay đổi con người của mình. Amen. Thay đổi tư duy của mình thì mới có thể chứa đựng được điều mới đó. Amen. Còn nếu không thay đổi tư duy của mình ấy thì cái bầu mới kia nó đổ vào ấy, nó làm cho mình nát luôn. Vì thế cái người nào mà không chịu thay đổi mình ấy, anh em ạ, cái hôn nhân ấy trở lên thảm họa. Họ chỉ chịu được 1, 2, 3 năm. Thế thôi. Sau đó năm tiếp sau, đó là bắt đầu bục hôn nhân của họ luôn. Anh em ạ, ở đâu? Họ sẽ bục hôn nhân vì họ không muốn thay đổi. Anh em biết đấy, khi mà chúng ta tin Chúa là chúng ta đã phải thay đổi rồi, đúng không? Con người cũ sang người mới, từ sự tối tăm sang lá đã giúp thay đổi rồi. Từ con của ma quỷ trở thành con Chúa Trời. Amen. Đã thay đổi lớn rồi. Thì hôn nhân cũng vậy thôi. Từ một kẻ mà ở một mình, bây giờ ra ở hai mình. Không mới à? Không mới không ạ? Không mới không bác? Mới chứ. Có
biết chuyện gì xảy ra, không ạ? Em lấy vợ từ bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. 25 tuổi đấy bạn. Thế vợ em bao nhiêu tuổi lúc đó? 20. Ok. 20-25. Được rồi. Thế em quen nhau lúc bao nhiêu tuổi? Lúc vợ bao nhiêu tuổi? Quen được mấy tháng. Mấy tháng rồi? Quen nhau mấy tháng mà đã thế rồi. Tức là gần mình gần 20 tuổi. Tức là gần 20 năm. Cô ấy biết em từ khi lúc mà cô ấy gần 20 năm ở với cha mẹ. Thế nên cha mẹ đã nuôi dạy sinh nở mang nặng để đau nhá. Người mẹ đấy. Chứ chúng ta nói về đã sao cho tôi với cha mẹ đấy. Người mẹ đã mang nặng để đau, chăm sóc, nuôi nấng, thức đêm hôm, dọn dẹp, cho học hành, trau chuốt, bù 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 đến 20 năm. Có một kẻ lãng lắc ở đâu đó đến ôm đi. Hình dung chưa? Hình dung chưa anh chị em? Thế mà lại không biết ơn nếu mình không thay đổi mình. Nếu mình không biết ơn, thứ nhất là cha mẹ của mình và cha mẹ của người đấy. Khi tôi nhớ ở chúng ta đã học đấy, cái người nữ đấy, à người nam đấy, mà lấy được vợ đấy, có điều kiện đấy, là ở trước mặt bố và mẹ của người nữ, phải chứng minh mà được rằng, chứng minh với cả cô vợ tương lai của mình ấy, là ở với tôi, cô đấy sẽ hạnh phúc hơn. Không phải nói mồm đâu, không phải do là vợ ở nhà người nữ là suốt ngày bị mẹ mắng là ôi, sẽ lười thế, ôi, thế nào thế kia. Tôi đang nói sẽ chăm sóc anh em ạ. Xong nhiều cô gái đấy ở nhà không được khen mà ở nhà xong a cô gái gì mà lười chỉ thế kia giờ mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ thế cứ thằng gọi xong cũng xong mới khen mình nhỉ. Thế vừa đi ra ngoài ha, thấy có anh chàng anh em rồi em đẹp thế, em đẹp quá, ôi đẹp thế, ở nhà có khen mình à. Bắt đầu kiểm tra mình cũng đẹp thật nhỉ. Thế là thay vì nghĩ về bố mẹ để chăm sóc em đẹp thế thế là dần và cái người kia cuộn luôn cả 20 năm sinh thành và dưỡng dục của kia. Nếu mà mình đấy anh chị bạn, đối với người nam đấy, nếu mà chúng ta là người mà cuộn không 20 năm sinh thành cha mẹ của nữ đấy thì chúng ta có trách nhiệm sao? Chúng ta không thể chỉ nói là ơi yêu em nhiều lắm, cái lời hứa trong cái hôn nhân đấy ở đời anh gặp em, ở đời anh muốn làm cho em hạnh phúc. Em? Nếu cha mẹ đã chăm sóc em như thế này, trong 20 năm đó cha mẹ đã từ em từ không có, chẳng thấy đâu cả, bây giờ đã trưởng thành phỏng pha thế này, hạnh phúc này, thì anh sẽ đã làm chồng của em khi nào anh làm hạnh phúc, tức làm cho em tốt hơn cả hiện em đã có, thì xứng đáng. Amen. Nếu vậy các cô gái hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Amen. Chứ không thể là cứ thế đâu, khen mình phát là người ta thấy nó là trai gái thì yêu bằng tai mà, trai yêu bằng mắt mà. Thế hai người cứ sử dụng tối đa những người dọc tí mắt mình. Mắt các cô gái thì nó bắt đầu trang bị là so đi phấn là trang điểm, thậm chí không có thì là đồ giả treo luôn ở người, mắt giả, xin lỗi điểm gì à, nông mày giả, thậm chí là đơn cả người giả nữa, đủ các trò đó để mà làm cho xinh đẹp. Thế còn các anh kia đấy thì khen lấy khen để, mặc dù là không thích mà khen lấy khen để, hai bên cứ là dùng cái chiêu phóng chở nhau, sau đó dính chở nhau, dính sau lên tâm hồn người vẫn quá luôn đi giả, người giả, sao bộ hôm bữa anh khen em suốt ngày mà, bây giờ cái khen đấy nó giống bây giờ đến tập quất, anh tập quất cho em, piu tức là đến cái hôn nhân mà hạnh phúc là nhiều hôn nhân nó như vậy. Ở đây có thể là vui thôi nhưng mà cái chuyện là đây nó có hàm ý ở đó anh em ạ. Nên là khi mà chúng ta mà khi mà anh em mà lấy nhau đấy anh em ơi, hãy nhớ này là nếu tôi mà không mang hạnh phúc được cho cái cô kia đấy, ít nhất phải đảm bảo được hơn như cha mẹ chăm sóc thì tôi sẽ đáng mà muốn thấy tôi thay đổi. Amen. Thì người chồng ấy, trách nhiệm của chồng thì vĩ đại anh em. Alo. Người nam ấy, đấy người nam thật đấy, người nam thật, người nam nhận trách nhiệm về mình. Chỉ có người đàn ông chân chính là người đàn ông nhận trách nhiệm về mình thì mới là đàn ông. Còn nếu cứ đổ tại nó, tại ông kia, tại bà kia, tại chính phủ, tại quan chức,
trách nhiệm là mình có thể về vật chất mình chưa nuôi được như vậy, nhưng cái quyết tâm ở trong mình ấy làm cho hạnh phúc, sẵn sàng hy sinh cho người vợ tương lai của mình. Amen. À, chúng ta phải có. Amen. Chúng ta phải có điều đấy. Ok chị em. Amen. Amen. Nhất là quý vị nào mà muốn lấy vợ, chuẩn bị lấy vợ, hãy học thật đã, học thành người đàn ông đã, nhận trách nhiệm về mình. Amen. Còn cô nàng nào mà lại muốn lấy chồng ấy thì cũng sắm sửa mình nữa, để chuẩn bị vào hôn nhân, tức là vào sự thay đổi, mong muốn thay đổi. Khi ở với bạn chẳng hạn, cứ nói với bạn thí dụ như là nếu mà khi trước khi đến vợ đến chồng ấy thì sao, thì cô bạn kia là cũng có bạn thân đúng không ạ, suốt ngày hai bạn thân suốt ngày nói chuyện tiếng với nhau thôi, và cậu chàng này cũng vậy, cũng có bạn thân suốt ngày là nói chuyện để ăn uống với nhau. Thế nhưng mà khi đã hôn nhân rồi thì sao? Hãy xem cả bài giảng nó có ở trước đấy, về mình hy sinh, không để những cái quan hệ kia nó làm chủ phủ trên cả cái quan hệ của vợ chồng nữa. Amen. Để hy sinh luôn cả quan hệ kia, hy sinh không phải bỏ đi đâu, đâu mình không đạt được vị trí đầu tiên nữa, chứ không có chuyện là anh ấy bạn thân của em à, chứ anh ấy em ấy cô bạn thân này là gần như đối khổ nhau đấy, chỗ nào cũng con cắn nhau, con cháy con bẻ đôi, cháy bẻ đôi ấy. Đấy, bắt được con cháy rồi tranh nhau bẻ mỗi người một chân. Thế là thế nên bây giờ anh em ngủ nhau thì mời cả gái nào nhé, à sao mời được á? Alo, và ngược lại ông chồng khi bỏ được bạn thân của ta, bạn thân rồi lối khổ đấy về lấy vợ rồi nhưng mà không bỏ, thế bây giờ anh lấy vợ em được thôi, đi rủ cả bạn thân anh nào nhé, à sao được, phải hy sinh thì đó đi. Amen. Chứ thay đổi thì đó đi. Amen. Anh chị em để mà cống hiến, dâng hiến phần của mình, nếu mà anh em đã tiến hôn nhân ấy, phải dâng hiến đời sống của mình cho cái đó. Như Chúa nói khi mình đã nối hôn nhân ấy, là mình không còn thuộc mình nữa, hiển nhiên trước nhất là mình phải thuộc về Chúa Trời, không thuộc mình nữa, và thứ hai nữa là mỗi người thuộc về nhau. Amen. Amen. Thuộc về nhau, lúc chồng không còn thuộc về chồng nữa, mà chồng thuộc về vợ, và vợ không thuộc về mình nữa, mà vợ thuộc về chồng. Amen. Để hai chồng tìm cách để mà làm thỏa lòng nhau trong Chúa. Amen. Amen. Chứ không phải là nhiều lúc là vợ cắt khẩu chồng, chồng cũng cắt luôn vợ, hai bên rồi là gọi là tiếng Việt là em bằng vô là thì nhỉ, cấm bận nhau đấy. Và là anh ơi, cơ mà em có biết chim cương, cái nhẫn em biết tí, nhẫn này nhẫn cười bé lắm, các bạn em có nhẫn này thấu lên chim cương, xong rồi không mua được. Cấm bận, đừng có động người ta nhé. Lúc nào mà phải mang những cái cương đến cho bà thì bà mới cho động người. Nhiều như vậy, có nhiều người như thế không? Có đấy. Nên nhiều lúc chúng ta nhớ chúng ta không thuộc mình nữa. Amen. Như thế hai bên nhau ấy không được gì ạ, không hành xác nhau, hai bên không được lặn xuống nhau và phải trân trọng nhau. Amen. Anh nhớ chúng xu ấy. Yêu thánh là phó mình cho hội thánh mà, do chúng thi sinh thân mình, và hội thánh ấy cũng phải tuân phục Chúa Giêsu trong mọi sự, từ vợ chồng quan hệ lên. Nên ở cái điểm này chúng ta nói đó là cái mong ước được thay đổi, cái do người đó bị tan vỡ, công nhân tốt đẹp trở nên đổ vỡ, trở thành thảm kịch, bởi vì họ vợ hay chồng hay cả hai đều không muốn thay đổi. Anh em ạ, chính cái mong muốn không thay đổi nó không thể giải quyết cả quả địa, cả conflict, cả xung đột nữa, nó không có thay đổi. Vì thế cần phải học, cần phải trau dồi tiếp theo để thay đổi con người của mình đi. Amen. Mà học ấy, thay đổi con người chỉ có Đức Chúa Trời thay đổi thôi. Amen. Vì Đức Chúa Trời là tác giả của chúng ta, Đức Chúa Trời là tác giả của con người này, của tâm linh, linh hồn, thể xác. Amen. Cuộc sống chúng ta tác giả là Đức Chúa Trời, và Ngài cho chúng ta thuê 5, 7, 8, 9, 10, 100 năm chúng ta được Ngài cho thuê. Amen. Nên là muốn thay đổi mình ấy, phải xem ý của cái đấng mà chúng ta thuê như thế nào. Cũng như anh chị em thuê nhà ấy, các anh em thích phá nhà, thích xây như thế nào rồi, có được không? Anh em đã từng thuê nhà chưa? Thuê chưa? Hay thuê xe cưới đấy, xe đẹp nhỉ? Ô thế này không thích, em cậy mui này, em đặt này, có cậy được không? Không được, phải hỏi cái chủ cho thuê có đồng ý không?
đúng không ạ? Em thuê nhà đấy, muốn sửa sửa chỗ này, em đâu có thích sửa, thích phá, thích đập được, đâu có được, phải hỏi ý kiến người lớn đó có cho phép không? Amen. Cũng vậy thôi, khi chúng ta muốn thay đổi đời sống trong chúng ta, chúng ta phải hỏi ý kiến cái đấng mà dạy chúng ta, cái đấng đấy ý muốn của Ngài lúc nào tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Ý chúng ta bây được thì tốt, ngày mai trở nên thế nào? Nó hình xấu. Những ý của Đức Chúa Trời bao giờ tốt thì trọn vẹn mà chỉ có tốt, tốt, tốt và đời đời tốt. Amen. Hôn nhân là do Chúa tác và tác giả Chúa lập nên, nên Chúa đều mong muốn mọi người đều hạnh phúc trong hôn nhân cả. Amen. Vì vậy mong muốn chúng ta cái mong và mong nhất Đức Chúa Trời để mà hãy được hạnh phúc trong những ngày tháng sắp tới, đặc biệt là trong hôn nhân. Amen. Để cái giao ước, để cái thập tự giá đấy nó đúng trọn vẹn cái giá luôn. Là giao ước trời với người và người với người đấy, nó thực hiện cái trọng lành để cái quyền năng thập tự giá được đến đầy giá trị đời sống chúng ta. Amen. Quyền năng sự chết và sự sống lại. Sự chết thập tự giá cái gì? Thập tự giá không phải là cứ thập tự giá treo một vật nữa. Hay lúc là làm cầu nguyện làm dấu thì là chết, là xong, nó không phải. Đấy là giáo điều thì gọi tôn giáo. Thập tự giá là nói hình bóng của sự chết. Hay mà Chúa Giêsu đã từng phán kẻ nào tin ta thì phải sao? Kẻ nào theo ta phải sao? Vác thập tự giá mình mà theo ta. Thập tự giá mình, không phải thập tự giá người khác, không phải thập tự giá của chồng của vợ mình, mà thập tự giá của chính bản thân mình. Amen. Amen. Không phải vác cái chết cái nỗi đau nỗi khổ của người khác, mà phải vác nỗi đau của chính mình. Tự mình chịu khổ đấy, chịu thiệt thòi đấy, chịu hy sinh đấy cho người khác. Amen. Để thập tự giá. Thì chỉ khi mình chết thì mình được cuộc sống lại. Vậy thôi. Còn cái đời sống chúng ta, đời sống rất là bận hoạn, đời sống rất là tạc nhẹ. Đời sống nó không xứng đáng gì cả, chỉ có chết mà thôi. Nên vì thế Chúa Giêsu đã thế chỗ chúng ta rồi, để chúng ta được quyền vào cái chỗ của Ngài, đó sống đời đời. Amen. Nên qua thực giá đấy, chúng ta đổi, hoán đổi với nhau. Sự sống của mình đổi, sự sống của Chúa Trời. Vậy thôi, chỉ trao đổi với nhau. Và trong hôn nhân cũng vậy, hai bên, thì Kinh Thánh nói là họ trở thành một thêm mà, thì hai bên trở trao đổi với nhau. Đời sống của anh là đời sống của em, đời sống của em bây giờ là của anh. Amen. Chứ không phải mỗi người một thế giới riêng biệt rồi. Nên vì thế tại sao ấy, những cái gia đình nào mà vợ chồng mà vợ chồng mà họ nhiều tổng thống ấy, họ làm không làm Chúa khi mà chồng nơi vợ mà nơi anh em ạ, không làm Chúa chờ vì vợ chồng đi đôi với nhau, thực hiện nhau với họ làm là một mà để mà sống đời sống của nhau mà. Amen. Hai bên phụ thuộc nhau để giúp nhau thực hiện hải tượng, tức là sứ mạng thiên định Chúa dựng nên. Amen. Amen. Mà tất cả chúng ta hãy cùng đến bên Chúa chờ tạ ơn Chúa về lần ngày hôm nay. Chúa ơi, chúa tạ ơn Chúa vì Ngài tác giả hôn nhân chưa ạ? Ý muốn của Ngài của chúng con luôn tốt lành và lòng trọn vẹn. Ngài muốn chúng con được cứu nhận biết thật và kể trong hôn nhân của một chúng con nữa chưa ạ? Trong tương lai, ô Ngài muốn chúc phước chúng con hôn nhân thành đạt, hôn nhân thánh sạch trong Chúa và cái hôn nhân trong quá khứ đã đang có nữa chúa ơi. Thì Chúa bởi quyền lực của Ngài, quyền lực cảm động trong Ngài chưa ạ? Hãy giáng xuống trong hôn nhân đó, hãy thăm viếng những người vợ, người chồng, người đang trong giao ước hôn nhân đó chúa ơi. Hãy chúc phước họ để họ nhận biết Ngài, để họ thay đổi đời sống của mình chúa ạ, để họ sinh lại và trở thành người nam, người nữ và người vợ, người chồng ô đáng kính của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, con chúc phước cho tất thảy ô những người nam, người nữ của Chúa Trời. Con chúc phước cho họ được phước khi đi ra, khi vào, đặc biệt là chúc phước cho sự nhận biết được Chúa Trời và đi trong sự sáng của Chúa. Con cảm tạ Cha trong danh Chúa Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Các bạn đây là mời bạn lên. Đấy, Tuấn Tú đẹp trai. Tuấn Tú, Tuấn nghĩa là Tuấn Tú là thông minh. Còn đây là gì? Thái đấy. Thái là gì? Thái Bình. Thái Bình rồi. Thái nghĩa là thông thái. Thông thái. Ừ, cũng vậy. Thông minh cũng Thái. Hay Thái tìm đấy. Thái tự ra. Thái tự ra. Còn đây là gì? Phương ạ. Phương đấy. Phương hướng. Chỉ ra cái hướng đi cho đúng đắn. Amen. Đúng nghĩa là những cái Chúa Trời là Giêsu, tôi nghĩa là Jehovah, nghĩa là ta là tất cả, tất cả mọi sự. Ngày hôm nay các bạn đã lần đầu tiên và ngày xưa tôi cũng như vậy, tôi nói kể các bạn rồi, tôi kể đến kỳ hạn thì mình khi đi đến chúng tôi không biết điều hoàn toàn và tôi nói tiếc tại sao mình không biết, không tin vào Chúa ngay lúc đầu để cho mình đỡ phải tôi biết để làm lại cuộc đời những năm tháng mình không biết rất phí. Vậy ở trong Chúa chúng ta là hạnh phúc, ở trong Chúa chúng ta tin nhận Chúa đấy là Đức Chúa Trời làm lễ đến chúng ta. Tuyệt vời không nghe? Không phải là chỉ có chúng ta làm lễ đến Ngài nhé, mà Đức Chúa Trời làm lễ đến chúng ta. Điều đấy không có trong tôn giáo khác. Các tôn giáo đều người phải làm lễ, tức là mình phải mang cái gì đấy hay làm thế chủ. Nhưng Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta như chúng ta có. Thậm chí trong một thời đại sự quán Đức Chúa Trời thôi, có người mà bị nghiện ma túy hàng chục năm mà xương tủy ở mục ta rồi, người họ thúi giữa nước cái chảy.
nằm ở đấy, thay cho tiếp nhận họ, người mục sư ôm họ và cầu nguyện cho họ tiếp nhận trong tình trạng đấy. Chứ còn nếu mà bao lần từ từ phải rửa lại không rửa được thì sao? Vì khi bỏ đến giai đoạn chờ chết đấy, bây giờ ông là mục sư rồi chờ chết mà ông trên người ông chỉ có mỗi một cái quần, không còn có đùi không bỏ, chỉ mỗi quần thể thao thôi mà nó dính vào thịt ấy, đến lúc người ta không dám phải có dụng cụ y tế rửa ra được. Chứ còn nếu tôi mở kéo cái quần ra để rửa pháp nào lột luôn thịt bỏ ra luôn, vậy mà chúng ta tiếp nhận như người ta đang có và quyền năng chúng ta cho ông nó được sống. Và bây giờ các bạn mục sư ở nhà hoạt động xã hội rất tích cực tại Ukraine này. Các bạn đến rồi ạ, các bạn đừng đợi cái lúc nào đó muộn tiếp nhận, đúng lúc muộn rồi mà phải tiếp nhận khi mình còn vẫn còn ăn đang gọi là sung sức, để cái sức đấy được hoàn thiện hơn, được hoàn thiện, được gọi là tiếp nhận, được kích hoạt lên, được triển khai thi triển cách mạnh hơn. Amen. Amen. Và mời các bạn hãy quỳ xuống. Tôi quỳ xuống, quỳ xuống chúng ta cùng tiếp nhận Chúa Giêsu. Quỳ giống như tôi quỳ đây, quỳ xuống trước mặt Chúa Trời, không quỳ trước tôi đâu, để tôi chỉ con người thôi. Em quỳ xuống trước mặt Chúa Trời vì Chúa là thần, Ngài không thể nhìn mắt thường được. Và mời các bạn hãy nhắc lại, đánh đại nhắc lại lời cầu nguyện đây thôi, đơn giản lời cầu nguyện thôi, và Chúa Thánh Thần sẽ bước vào đời sống của bạn. Lúc đó như chúng ta đã nói, đó là sự lành, xin cảm. Nguyện lời cầu nguyện này xuất phát từ đáy lòng các bạn. Amen. Và nhắm lại để xung quanh các anh chị em tập trung cầu nguyện cho các anh chị em. Hãy nhắc lại lạy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Con đến với Ngài trong lời cầu nguyện thành tâm này. Con đến với Ngài trong lời cầu nguyện thành tâm. Hãy nói ra lời. Chúa ơi. Chúa ơi. Con là kẻ tội nhân. Con là kẻ tội nhân. Hãy nói ra lời. Hãy nói ra lời. Con là kẻ tội nhân. Con là kẻ tội nhân. Con không thể tự cứu được mình. Con không thể tự cứu. Lạy Chúa. Hãy thương xót con. Hãy tha thứ tội cho con. Hãy tha thứ tội cho con. Hãy nói, hãy nói ra ta việc. Hãy tha thứ tội cho con. Hãy rửa sạch tội con. Hãy rửa sạch tội. Rửa sạch hạng của con. Bởi huyết máu của Ngài. Bởi huyết máu. Con tin. Con tin. Ngài là con Chúa Trời. 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 Đã xuống thế gian trong xác thịt. Để chết thay cho con, để chết thay cho con, để chuộc tội con, để chuộc tội con. Ngày thứ ba là sống lại, ngày thứ ba là sống lại. Và bây giờ con tiếp nhận con, bây giờ con là con của Ngài, là con của Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, con mở hết lòng ra, con mở hết lòng ra, ăn năn tội lỗi mình, ăn năn tội lỗi mình, ăn năn tội lỗi mình, ăn năn tội lỗi mình. Thái nói, thái nói mạnh dạn lên, con ăn năn tội lỗi của con. Ăn vào lòng con. Xin Chúa bước vào lòng con. Xin Chúa bước vào lòng con. Thầy nói ra. Xin Chúa bước vào lòng con. Xin Chúa bước vào lòng con. Làm chủ đời sống con. Làm chủ đời sống con. Con chân thành. Con chân thành. Dâng đời sống con cho Ngài. Dâng đời sống con cho Ngài. Con cảm ơn Cha. Con cảm ơn Cha. Vì từ nay trên đời đời. Vì từ nay trên đời đời. Đức Chúa Trời là Cha của con. Đức Chúa Trời là Cha. Con là con yêu của Ngài. Con là con yêu của Ngài. Con là hoàng tử, con chúa của Ngài. Con là hoàng tử, con chúa. Con cám ơn Chúa. Con hãy dạy dỗ dỗ dắt con. Hãy dạy dỗ trên đất này. Chúc phước cho con. Chúc phước bảo vệ con. Bảo vệ con. Gia đình con. Gia đình con. Con thành kính cầu nguyện. Con thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Chúc mừng, chúc mừng nha. Chúa rất là yêu. Rất là yêu Thái, rất là yêu Mạnh Tuấn, rất là yêu Chúa ơi, trong tay Chúa Squid. Ô, nơi thử lễ của Ngài, chúc phước cài nhiệm con cho ạ. Con cảm tạ ơn Chúa vì các tầm trời được mở cho bình minh của Đấng Mẹ trong danh Chúa Squid. Ô, con dâng linh hồn của cô những anh em con, chị em con trong tay của Ngài. Chúa ạ, ô, lời Chúa hay bảo vệ họ, con vui mặt Chúa. À, quên, lạy Thần Chúa đầy dẫy trong tâm hồn Ngài. Con xin yêu thương với Thần tình yêu của Ngài, Chúa ơi. Ô, là lập tràn tấm lòng này tình yêu thương, ngập tràn tấm lòng này nhập lòng nhân hậu nhân từ thương xót trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Nhân danh Chúa ta hủy phá tất thảy thân của Ngài Satan, tất thảy mọi hạ của sự đồ xả từ tổ tiên trong đời đại đã chặt đứt trong danh Chúa Jesus Christ. Và công bố sự phước hạnh đời đời đến trên ô Tuấn, đến trên ô Thái, đến trên Phương từ nay cho đời đời. Những người này là con của Chúa Trời, là con của Đức Chúa Cao, là con của Thánh Hóa trong danh Chúa Jesus. Hallelujah. Chúa ơi, hãy dạy dỗ ô Tuấn, dạy dỗ
Thánh dạy dỗ ô phương cho làm theo ý Ngài, ô để lời học để bản linh Chúa trong họ, cho để họ ngay trên muôn vật, ô để có đời sống phước hạnh đầy dẫy trong Ngài, trong thánh Chúa Giêsu. Hallelujah. Con chúc phước cho Tuấn, cho Thái, con chúc phước cho Phương khi đi ra, khi đi vào, cho con chúc phước cho một nơi họ ở, một nhà họ đi, con chúc phước Chúa ơi mà công việc của tay họ, ô một đường lối trên họ, cho xin thánh linh và hướng dẫn trong mọi sự, trong sáng tạo sự tươi chúa, thêm một cầu nguyện. Amen.